chào các thính giả thân mến, trong trăm ngàn kênh đọc truyện trên mạng vậy mà bạn lại thấy được video này của mình, đó là thông điệp của vũ trụ gửi đến chúng ta rất có duyên, còn chờ gì nữa mà bạn không bấm một like để ngày mai trúng số, cho một chia sẻ gia đình vui vẻ, sức khỏe dồi dào, làm việc gì cũng thuận buồn xuôi gió, cảm ơn bạn, mời bạn bắt đầu nghe truyện chương 161, bị bắt đi quý tử duệ, khỏe tượng không tốt, lục mãn lạnh mặt nói, quý tử duệ hiện tại coi như không có gì nguy hiểm nhưng là cái này cũng không đại biểu, hắn hiện tại liền an toàn, biểu ca không có sao chứ, một vệ đông khẩn trương hỏi, lục mãn nhìn xem cái này quẻ tượng, bất đắc dĩ lắc đầu, đây là nát hoa đào, lục mãn liền không rõ, vì cái gì có vài nữ nhân vì một người, có thể làm ra bất luận cái gì điên cùng sự tình đâu, người ta không thích ngươi, ngươi tại sao phải thiêu thân lao đầu vào lửa đâu, nghĩ đến chuyện này phía sau đại biểu thế lực, lục mãn lắc đầu, biểu ca bên người, liền cái mũi cái đều không có mục vệ đông nghe được lục mãn thốt ra nói một câu nói như vậy lục mãn trợn to mắt nhìn mục vệ đông nàng không tin mục vệ đông mục vệ đông nhìn thấy lục mãn dường như không tin hắn cười khổ một tiếng biểu ca bên người thật không có cái gì mẫu tính sinh vật mục vệ đông nói nghiêm túc cái này nếu như bị lục mãn hiểu lầm nhà mình biểu ca trở về còn không phải làm thịt hắn a à, hắn cần phải vì nhà mình biểu ca chứng minh được rồi biểu ca ngươi không có thích người nhưng là có người thích hắn a. À. Lục Mãn bất đắc dĩ nói, nàng vỗ đầu mình một cái. Lần này tới thủ đô thua thiệt, dù là có không ít công đức, Lục Mãn cũng cảm giác thiệt thòi lớn. Vì cái gì? Vì cái gì nàng lần này tới muốn ăn thiệt thòi lớn như thế đâu? Thích biểu ca, ai vậy? Một vệ đông mở to hai mắt nhìn, hắn làm sao không biết nhà mình biểu ca còn có người thích đâu? Được rồi, chuyện này, ngươi trước hết đừng quản, giao cho ta liền tốt. Lục Mãn cầm lấy khóa bao của mình chuẩn bị đi ra ngoài, không có cách, nàng nhất định phải đem quý tử duệ cho mang về, bằng không, quý tử duệ liền phải cùng vị kia bái đường, cũng không biết vị kia đến cùng là từ đâu nhi học được những cái kia thứ oai môn tà đạo, đúng, ngươi muốn đi theo ta đi, đến lúc đó, ta cần hủy đi cái phòng ở, lục mãn nghĩ đến quý tử duệ tình huống hiện tại, bất đắc dĩ nói, nàng nhất định phải đem người cứu ra, huy. C0M, tiểu muội, thân thể ngươi không có sao chứ, Lục Lâm Hạo lo lắng nhìn xem Lục Mãn, hắn hiện tại cũng mơ hồ hối hận để nhà mình muội muội tới, hắn lo lắng nhà mình muội muội lần nữa sẽ gặp phải nguy hiểm, vừa nghĩ tới nhà mình muội muội sắc mặt tái nhợt không có một chút huyết sắc bộ dáng, hắn liền đau lòng không được, nhà mình muội muội thế nhưng là nằm trên giường một ngày, không có việc gì, Lục Mãn lắc đầu, sau đó đối Mục Vệ Đông nói, đi thôi. Lục Mãn nói xong, cầm đồ vật, dẫn đầu đi, Mục Vệ Đông cũng lập tức đi theo, nói đùa cái này lục mãn đều nói muốn hủy nhà, hắn sao có thể không đi theo đâu, hắn không đi theo, lục mãn một người tính sao, lục lâm hạo cũng đi theo phía sau bọn họ, lục mãn chỉ là nhìn hắn một cái, không nói chuyện, lục lâm hạo nhìn xem lục mãn không có cự tuyệt, hắn nhanh chân đi theo, hắn quyết định, nếu là thật gặp được nguy hiểm, hắn coi như không thèm đếm sĩ tính mạng, cũng phải bảo vệ tốt nhà mình muội muội. về phần mục vệ đông cùng quý tử duệ, bọn hắn cùng mình không có sâu như vậy tình cảm. Ngươi xác định là cái này, một vệ đông nhìn xem cái này Triệu gia đại viện, có chút cà lăm nói, đây chính là quân đội đại viện, nếu không phải Lục Mãn xác định nói nhà mình biểu ca ngay ở chỗ này, hắn nói cái gì cũng không tin nhà mình biểu ca ngay tại quân đội trong đại viện, nơi này chính là nhà mình biểu ca đại bản doanh a, có điều, khi hắn nhìn thấy ngôi viện này là ai nhà thời điểm, hắn bỗng nhiên nghĩ đến đoạn thời gian trước, trong đại viện không biết lúc nào truyền ra tin tức, nói quý gia muốn cùng Triệu gia thông gia hắn hỏi một câu nhà mình biểu ca, nhà mình biểu ca nói thẳng kia là lời ra tiếng vào, hắn cũng không có để ở trong lòng. Ta xác định là nơi này. Lục Mãn gật gật đầu, nàng tính tới chính là chỗ này, nếu không, nàng cũng sẽ không mang theo một vệ đông tới đây. Nơi này không dễ làm. Một vệ đông sầu mi khổ kiểm nói, cùng triệu gia đối đầu, cái này không dễ làm a, à, sơ sót một cái, hai nhà đều sẽ chịu ảnh hưởng, không dễ làm. Ta mặc kệ, dù sao ta và ngươi nói quý tử duệ ngay ở chỗ này, Lục Mãn nhún nhún vai nói, nàng có chút hiếu kỳ, cái này Triệu gia vị kia đến cùng là thế nào làm, có thể để cho quý tử duệ cùng xe một khối biến mất, đúng vậy, quý tử duệ cùng xe một khối biến mất không thấy gì nữa, nàng không thấy được trong nhà này có quý tử duệ xe, kia quý tử duệ xe đâu, chẳng lẽ bị vị kia lấy ra dị không gian cho tiện thể đi vào, kia dị không gian hẳn là lớn a, nguồn hố truyện chấm com một chiếc xe a, vậy nhưng thật không nhỏ được rồi vẫn là đi vào trước rồi nói sau tiểu mãn ngươi ở chỗ này chờ một chút ta đi tìm ông ngoại tới một vệ đông biểu thị chuyện này một mình hắn xử lý không được nhất định phải trưởng bối tới dọa trận bằng không hắn cùng đối phó không được triệu gia bọn hắn một gia là không sợ triệu gia nhưng là hắn một tên tiểu bối cùng triệu gia đối đầu kia thật không đùa vậy ngươi nhanh lên một chút a à, chậm trễ thời gian dài ta không xác định biểu ca ngươi có phải là sẽ thêm cái nàng dâu lục mãn nhúng nhúng vai hai tay một đám nói loại sự tình này rất có thể đối phương là quý tử duệ nát hoa đào đó chính là coi trọng quý tử duệ nàng đem quý tử duệ làm ra cũng là vì được đến quý tử duệ chậm trễ thời gian dài có lẽ thật xảy ra vấn đề các ngươi đứng tại cửa nhà nha làm cái gì triệu mạng đã sớm chú ý tới cổng một vệ đông còn có lục mãn bọn hắn nàng một mực có chú ý đến tình huống bên ngoài làm nàng nhìn thấy bọn hắn đứng tại cửa nhà mình bất động thời điểm nàng nhịn không được đứng tại bên cửa sổ đối lục mãn bọn hắn hô một cuốn họng không có làm cái gì ở đây nghỉ chân một chút lục mãn nhún nhún vai vừa cười vừa nói cô nương này lá gan không nhỏ a à, cũng đủ lòng tham cái này lặp đi lặp lại nhiều lần cầu nguyện nàng chẳng lẽ không lo lắng nàng hết thảy tất cả đều sẽ biến mất sao không có lẽ nàng hoàn toàn không thèm để ý đi dù sao trên người một người huyết dịch là vẫn cứ sinh ra nhưng là cái này phản vệ cũng không phải nói đùa các ngươi đi địa phương khác, đừng ở cửa nhà nha." Triệu Mạng nhìn xem Lục Mãn, ngữ khí hơi không kiên nhẫn, nàng khi nhìn đến Lục Mãn thời điểm, đáy lòng dâng lên một loại tâm tình bất an, nàng có chút không rõ, cái này Lục Mãn trên thân cũng không có chỗ kỳ quái gì a. À. Có điều, bất kể như thế nào nàng đều không nghĩ phức tạp, nhất là bên ngoài còn có một vệ đông, nơi này là công cộng trường hợp. Lục Mãn vừa cười vừa nói, nàng nhìn xem ở trên cao nhìn xuống, đứng tại lầu hai bên cửa sổ xem đến bọn hắn triệu mạng, câu lên khóe môi cười. Nàng ý tứ rất rõ ràng, đó chính là, ta đứng ở chỗ này, là tự do của ta, không mượn ngươi xen vào, nơi này là cửa nhà nha. Triệu mạng lạnh giọng nói, nếu không phải lúc này không tiện đem tượng thần mời đi ra, nàng đều muốn đem tượng thần mời đi ra, mạnh mẽ giáo huấn cái này tiểu nha đầu dừng lại, cái này tiểu nha đầu tự hồ là quý tử duệ mời tới, cũng không biết bọn hắn là quan hệ như thế nào, nghĩ đến đây tiểu nha đầu đến về sau, ngày thứ hai liền cùng quý tử duệ đi ra ngoài, hai người không biết ở nơi nào đợi một ngày, triệu mạng liền hận không thể có thể đem lục mãn xé nát, lục mãn nhìn thấy triệu mạng kêu oán hận ánh mắt, cười, nụ cười mười phần sáng lạng, trong giọng nói của nàng mang theo một tia khiêu khích ý vị, triệu mạng trong lúc nhất thời có chút chịu không được. Chương 162, tượng thần sáng lập dị không gian, một vệ đông ngươi đi mời ông ngoại ngươi đi thôi, nơi này giao cho ta, lục mãn nhìn xem còn ở nơi này ngay người một vệ đông, ghét bỏ trừng mắt liếc hắn một cái, hắn còn lăn ở đây làm gì, chẳng lẽ hắn thật muốn cho hắn biểu ca tìm nàng dâu a? nếu là hắn thật sự có kia dự định, nàng cũng không nóng nảy, một vệ đông bỗng nhiên lấy lại tinh thần, hắn nhanh chân xoay người hướng về nhà ông ngoại chạy đi, lục mãn nhìn xem triệu mạn, triệu mạn nhìn xem lục mãn, hai người đối chọi gây gắt đối mặt, lục mãn thì là ngoạn vị nhìn xem triệu mạn, quý tử duệ dường như cũng không có chỗ gì hơn người đi làm sao hết lần này tới lần khác triệu mạng liền coi trọng quý tử duệ đây chẳng lẽ là quý tử duệ trên thân có cái gì hấp dẫn người được rồi nàng vẫn là đừng quản nhiều như vậy để quý tử duệ tự mình xử lý đi trái phải đây là quý tử duệ mình sự tình các ngươi nếu là không đi ta gọi gác cổng triệu mạng nhìn hồi lâu phát hiện nàng không biết lục mãn nàng cũng chưa từng thấy qua lục mãn cái này lục mãn không phải trong đại viện người nàng lạnh giọng uy hiếp nói ngươi đi hô đi lục mãn nhúng nhúng vai quý gia nhất định sẽ bảo vệ nàng các cổng là đuổi không đi nàng quý gia cùng triệu gia khoảng cách không phải rất xa nàng có chút hiếu kỳ vị này đến cùng là thế nào tại trong đại viện mời đến tượng thần đây này cái này tượng thần là thế nào tại trong đại viện sinh tồn đây này nàng đối với chuyện này tương đối cảm thấy hứng thú triệu mạng nhìn xem lục mãn đứng ở nơi đó không có cái gì rời đi ý tứ nàng cao mày nàng không nghĩ tới lục mãn lá gan như thế lớn, nhìn, cái này tiểu nha đầu chính là cái nông thôn nha đầu, nàng cũng dò nghe, nha đầu này chính là từ huyện thành nhỏ đến, một hồi thời gian, quý lão gia tử già rồi, tiểu mãn, quý lão gia tử nhìn xem lục mãn, lơ ngơ, quý tử duệ ngay tại trong nhà này, lục mãn chỉ vào tòa kia lầu nhỏ, nhìn xem triệu mạng nói, triệu mạng nghe được lục mãn, nhíu mày, quý gia gia, ta rất lâu không gặp tử duệ, huy, cờ mờ triệu mạng có chút chột dạ nói quý tử duệ là nàng lấy được nàng lúc đầu nghĩ đến gạo nấu thành cơm thế nhưng là quý tử duệ trên thân có hộ thân phù nàng muốn tới gần đều không được nàng chuẩn bị chờ quý tử duệ không còn khí lực cũng không có tinh thần nàng mới chuẩn bị thỉnh tượng thần hỗ trợ đến lúc đó quý tử duệ coi như không đồng ý cũng không được nàng không nghĩ tới cái này một vệ đông thế mà tìm người đến ngay từ đầu nàng còn tưởng rằng là trùng hợp hiện tại nàng mới biết được cái này tiểu nha đầu là cái đại sư, triệu gia nha đầu, ngươi nói không gặp, tiểu mãn nói tử duệ ở đây, ngươi để chúng ta vào xem một chút đi, quý lão gia tử trầm giọng nói, cùng triệu mạng so sánh, hắn càng thêm tin tưởng lục mãn, lục mãn bản lĩnh, hắn là tận mắt nhìn thấy, nếu là ngươi ta cảm giác phân lượng không đủ, kia tìm ngành đặc biệt người đến cũng có thể, quý lão gia tử thốt ra lời này lối ra, triệu mạng sắc mặt lập tức liền biến, quý gia gia, ngài đây là ý gì, ta là ngài từ xem thường lấy lớn lên, ta là người như thế nào, ngài không rõ ràng sao. Triệu mạng ra vẻ ủy khuất nói, dù sao mặc kệ lục mãn nói thế nào, nàng chính là không có ý định mở cửa, trái phải mấy ngày nay, trong nhà chỉ có một mình nàng, bằng không, nàng cũng không có can đảm đem quý tử duệ mang về nhà. Triệu gia nha đầu, ngươi là ta từ xem thường lấy lớn lên, ta đây, cũng tin tưởng ngươi, nhưng là ta càng thêm muốn tìm đến cháu của ta. Quý lão gia tử sắc mặt như thường nhìn xem triệu mạng, triệu mạng không nghĩ tới quý lão gia tử sẽ nói như vậy, nếu là ngươi không để chúng ta đi vào, vậy ta liền trực tiếp phá cửa. Quý lão gia tử cũng hơi không kiên nhẫn, nha đầu này, thích nhà mình tự nhận, điểm này, hắn là biết đến, cũng chính bởi vì biết, hắn mới tin tưởng lục mãn, hắn càng thêm muốn biết, nha đầu này đến cùng dùng cái gì bàn môn tà đạo bản lĩnh, im hơi lặng tiếng đem nhà mình cháu trai mang về nhà nàng, quý gia gia nếu là tìm không thấy đâu, triệu mạng cắn cắn miệng môi, không mở cửa là không được, nhưng là cứ như vậy mở cửa, trong nội tâm nàng không thoải mái, tìm không thấy, lão già ta cùng ngươi nói xin lỗi, quý lão gia tử trầm giọng nói, trong lòng của hắn ẩn ẩn có chút bất an, nhưng khi nàng nhìn thấy lục mãn kia lạnh nhạt thần sắc thời điểm, hắn nhẹ nhàng thở ra, chỉ cần có thể tìm tới nhà mình cháu trai, hắn không thèm đến xỉa, tốt, ta mở cửa, triệu mạng cắn răng nói, nàng tin tưởng tượng thần nhất định có thể bảo hộ nàng, nàng trả giá nhiều như vậy, về phần cái kia nông thôn nha đầu, mặc kệ nàng có phải là đại sư, nàng cũng không tin một cái tiểu nha đầu có thế lớn bao nhiêu bản lĩnh, về phần nàng là làm sao tìm được quý tử duệ tại nàng nơi này, nàng thà rằng tin tưởng là mèo mù vớ cá ráng, nguồn hố truyện hô truyền com nha đầu, mở cửa đi, quý lão gia tử cũng không muốn nhiều lời nói nhảm, hắn nhìn xem triệu mạng nói, triệu mạng nhìn quý lão gia tử một chút, nàng từ lầu hai xuống tới mở ra đại môn ngài nhẹ đi triệu mạng tự tin nói tượng thần đem quý tử duệ ẩn nấp vẫn là gì không gian tại nhà mình trong tiểu lâu căn bản liền không tìm được người lục mãn nhìn xem triệu mạng kia tự tin bộ dáng câu lên khóe môi trả giá không ít a à. lục mãn thanh âm này không lớn không nhỏ một câu để triệu mạng lần nữa biến mặt chẳng qua lập tức triệu mạng liền khôi phục ngươi nói cái gì ta không hiểu triệu mạng đoán chừng giả ngu lục mãn không nói gì, nàng trực tiếp chạy triệu mạng gian phòng đi, triệu mạng trong lòng hơi hồi hộp một chút, nàng hiện tại có chút bất an, bất quá nghĩ đến thần kỳ tượng thần, triệu mạng y nguyên lựa chọn tin tưởng tượng thần, tượng thần mỗi lần đều có thể giúp nàng đạt được nàng muốn, lão gia tử, phiền phức ngài đem bức tường này hủy đi đi, lục mãn chỉ vào triệu mạng gian phòng trong đó lấp kính tường, bức tường này bên trong là cái gì không gian. Nàng không biết kia tượng thần là thế nào tại cái này quân đội trong đại viện hoành hành nhưng là có thế tại nơi này có tác dụng đủ để chứng minh cái này tượng thần tà tính chỗ nàng hiện tại chỉ muốn biết triệu mạng cái này tượng thần là chỗ nào lấy được có điều coi như nàng biết cũng vô dụng thứ này bình thường cũng không có bất cứ liên hệ gì một cái bị phá hư cũng sẽ không ảnh hưởng một cái khác nhưng là cái này tượng thần là cái gì lục mãn hiện tại còn không xác định có chút tượng thần là tiểu hài tử xương cốt hoặc là tro cốt có chút thì là những vật khác nhưng là mặc kệ là loại nào cái này đều có vấn đề, nơi này, quý lão gia tử nhìn xem cùng nhà mình không có gì khác biệt tường, hơi kinh ngạc, nhưng là hắn biết lục mãn sẽ không đùa giỡn, vệ đông, cầm chù y, nện, quý lão gia tử trầm giọng nói, triệu mạng nghe nói như thế, lách mình ngăn tại trước người bọn họ, quý gia gia, nơi này là nhà ta, triệu mạng lạnh giọng nói, không thể bị bọn hắn phát hiện quý tử duệ tồn tại, bằng không. Nàng giải thích thế nào cũng giải thích không rõ ràng, biết nơi này là nhà ngươi, phòng ở phá hư, ta sẽ cho ngươi khôi phục, nếu là phía trên truy cứu xuống tới, ta nghị lực gánh chịu. Quý lão gia tử nói xong, đẩy ra triệu mạng, một vệ đông cầm chù y, một cái búa nện đi lên, tường này còn rất trắng chắc, hắn một cái búa không có đập ra. Lục lâm hạo nhìn đến đây, không biết từ chỗ nào mò ra một cái chù y, cũng bắt đầu giúp một vệ đông nện tường, chương 163, trong chớp mắt thiếu nữ già đi quá, trỗng ruột a. À. Lục mãn nghe được trong tường mặt hồi âm nói, Triệu mạng rủ xuống tầm mắt, nàng không tin tưởng bọn họ có thế đập ra, tường này có tượng thần bảo hộ, mà lại, tường này vẫn là tượng thần chuyên môn mở dị không gian, bọn hắn là tuyệt đối tìm không thấy quý tử duệ. Nhìn xem triệu mạng kia tự tin bộ dáng, lục mãn từ trong túi lấy ra một tấm lá bùa, trừ sát phù, tường này bao vây lấy sát khí, người bình thường thật đúng là nện không ra, bịch một chút, tường bị nện ra cái khe, thế nhưng là một vệ đông cái gì cũng không thấy được lục mãn ra hiệu một vệ đông tiếp tục, một vệ đông tiếp tục nện, một mực đập ra một đường vết rách, lục mãn ra hiệu một vệ đông có thể dừng lại, một vệ đông cùng lục lâm hạo hai người dừng lại tiếp tục nện tường động tác, lục mãn tại triệu mạng ánh mắt khiếp sợ dưới, từng thanh từng thanh quý tử duệ từ tường này bên trong túng ra tới, quý tử duệ hôn mê bất tỉnh, lục mãn nhún nhún vai, triệu gia nha đầu, chuyện này, ta sẽ lên báo. Quý lão gia tử nhìn thấy nhà mình cháu trai hôn mê bất tỉnh thời điểm, nếu mày, cái này Triệu gia nha đầu đến cùng dùng cái gì thứ oai môn tà đạo, trong này còn có một chiếc xe." Lục Mãn sờ mũi một cái nói, "Về phần Quý Tử Duệ thì là bị nàng thả trên mặt đất, nàng cũng không thể một mực miếu lấy Quý Tử Duệ a." À. "Xe?" Quý lão gia tử mở to hai mắt nhìn, "Tường này nhìn không phải rất lớn a." À. "Tường này nhìn xem không phải rất lớn, bên trong rỗng ruột vị trí cũng không lớn, nhưng là trong này được mở mang một cái gì không gian." Lục Mãn bất đắc dĩ nói, chỉ cần tượng thần bị phá hư cái này dị không gian liền không còn tồn tại đến lúc đó cái này xe liền sẽ đem bức tường này đều làm hỏng cũng không biết cứ như vậy phòng này có xảy ra vấn đề gì không trước tiên đem sáng lập cái này dị không gian đồ vật phá hư về phần phòng này cuối cùng thế nào ta sẽ như thực báo cáo quý lão gia tử trầm giọng nói cái này xe không thể một mực lưu tại tường này bên trong cái này xe là nhà nước nhà mình cháu trai lái đi ra ngoài là muốn ra tiền xăng, nhưng là cái này xe tuyệt đối không thể xảy ra vấn đề gì, cái này nếu là xảy ra vấn đề, bọn hắn là phải bồi thường, kia, ta cứ yên tâm, lục mãn nghe được quý lão gia tử dạng này cam đoan, nàng lấy ra một đạo ngũ lôi phù, một đạo lôi quan liền đột nhiên như vậy xuất hiện tại trong phòng, trực tiếp bổ vào triệu mạng dấu tượng thần trong tủ chén, tượng thần răng rắc một tiếng, vỡ ra, dị không gian cũng lập tức biến mất không thấy gì nữa, xe đụng một tiếng xuất hiện tại trước mắt của bọn hắn, phòng ở cũng triệt để bị phá hư, cũng may mắn nhà chất lượng không tệ, bằng không, phòng này đoán chừng đều có thể nghe sập, hô tuy. Cờ mờ, không, triệu mạng ẩn ẩn phát giác được tượng thần xảy ra vấn đề, nàng kêu thảm một tiếng, vội vàng đi gian phòng của nàng, làm nàng tìm tới tượng thần về sau, phát hiện tượng thần đã bị đánh thành cho tàn, nàng quỳ trên mặt đất, nước mắt xoát một chút tràn ra. Cái này nên xử lý như thế nào, liền nhìn lão gia tử của ngài. Lục mãn thấy không mình chuyện gì, nàng quyết định rút, về phần triệu mạng lại nhận cái gì trừng phạt, nàng không nghĩ tới nhiều truy vấn, quý lão gia tử sẽ làm sao đối phó triệu gia, cũng không có quan hệ gì với nàng, nàng đâu, chỉ là làm mình nên làm sự tình, ta rút lui trước, nói xong, lục mãn dắt lấy còn tại ngay người lục lâm hạo, trực tiếp chạy trốn, một vệ đông nhìn xem quý lão gia tử, trong lúc nhất thời có chút phản ứng không kịp, ta đi gọi điện thoại. Quý lão gia tử bấm phía trên điện thoại, đem tình huống bên này cùng phía trên báo cáo một chút. Về phần nhà mình cháu trai, đoán chừng không có việc lớn gì, bằng không, lục mãn cũng sẽ không chạy nhanh như vậy. Vì cái gì? Vì cái gì? Vì cái gì tượng thần sẽ bị phá hư? Nhìn xem trở thành cho tàn tượng thần, triệu mạng có chút không chịu nhận. Nàng không tin thân hình như vậy mà đơn giản bị phá hư. Ông ngoại, một vệ đông nghe triệu mạng tiếng kêu trên, trong lòng ẩn ẩn có chút run rẩy, chờ lấy người tới liền tốt quý lão gia tử tìm một chỗ ngồi xuống về phần nhà mình cái tôn tử kia trực tiếp nằm trên mặt đất liền tốt trái phải hắn tuổi trẻ khỏe mạnh cường tráng trên mặt đất nằm nằm cũng không có gì lúc này thời tiết còn chẳng phải lạnh vị kia xử lý như thế nào một vệ đông bất đắc dĩ nhìn xem lão gia tử hỏi một mực nghe vị kia kêu trên lỗ tai hắn có chút chịu không được chờ lấy phía trên người tới đi nguồn hố truyện hô com quý lão gia tử bất đắc dĩ nói tận mắt chứng kiến đến kỳ quái sự tình nàng tâm tình có chút phức tạp rõ ràng vô thần luận một mực là của hắn tín ngưỡng nhưng là bây giờ hắn liên tục kiến thức đến thế giới này kỳ kỳ quái quái về sau hắn cũng mệt mỏi các ngươi vì cái gì nhẫn tâm như vậy triệu mạng nhìn xem tượng thần rốt cuộc không có cách nào khôi phục nàng chạy ra nàng lên án nhìn xem một vệ đông còn có quý lão gia tử ngươi tại làm chuyện sai thời điểm liền nên biết làm sai sự tình là phải bị trừng phạt Quý lão gia tử thản nhiên nói, nha đầu này, thật đi đến đường nghiêng, trước kia, hắn cảm giác nha đầu này cũng không tệ lắm, làm sao đột nhiên chỉ gặp, nha đầu này liền biến đây, mà lại biến hóa lớn như vậy, bên ngoài, ông ngoại, một vệ đông nắm lấy quý lão gia tử quần áo, dọa dạ đến thanh âm đều có chút run rẩy, hắn chỉ vào triệu mạng phương hướng, quý lão gia tử thuận một vệ đông chỉ vào phương hướng nhìn lại, hắn cũng giật nảy mình, cái này triệu mạng đột nhiên chỉ thấy lão thật nhiều tóc cũng đột nhiên chỉ thấy liền biến trắng, đây là có chuyện gì? Hắn cảm giác triệu mạng hiện tại bề ngoài nhìn so tuổi của hắn đều lớn, lục mãn không có ở nơi này, lục mãn nếu là tại nơi này, tuyệt đối sẽ cùng bọn hắn nói, cái này được cái gì liền phải trả giá cái gì, nàng muốn nhiều lắm, phản vệ, mà lại, nàng cung phụng không phải phổ thông máu tươi, là tinh huyết, cái này tinh huyết đâu, mất đi quá nhiều, sẽ ảnh hưởng thân thể, tăng thêm lần này triệu mạng trực tiếp đem quý tử duệ cùng chiếc xe kia mang đến, tượng thần cứ việc pháp lực không thấp, nhưng là, mang theo một chiếc xe cùng một người sống sờ sờ, còn sáng lập cái gì không gian, triệu mạng trả giá có bao nhiêu, liền có thể nghĩ, các ngươi, triệu mạng nhìn xem một vẻ đông vẻ khiếp sợ, nàng sờ một chút mặt mình, làm nàng sờ đến nếp nhăn đầy mặt thời điểm, nàng lần nữa hét lên, a à, thét chói tai về sau, nàng liền đi phòng vệ sinh tìm tấm gương đi, làm nàng nhìn thấy trong gương mình kia già nua dung mạo thời điểm, nàng đưa tay đạp nát tấm gương, không đây không phải thật, triệu mạng chịu không được bụng mặt, ngồi sổn trên mặt đất, làm nàng nhìn thấy trên tay mình làn da cũng biến thành thả lỏng lên, cũng thành đầy tay nếp nhăn bộ dáng, triệu mạng lần nữa hét lên, nàng không sao chứ, một vệ đông dọa sợ, nhìn thấy triệu mạng cái dạng này, hắn quyết định về sau tuyệt đối không tiếp thụ cái gì chuyện oai môn tà đạo, cái gì thắp hương bái Phật có thế phát tài, cái gì cái gì mua phù có thế chuyển vận, dạng này sự tình, hắn tuyệt đối sẽ không làm. Quý lão gia tử nhìn thấy dọa đến sắc mặt tái nhật một vệ đông, trừng mắt liếc hắn một cái, hắn không có phản ứng một vệ đông, hắn ngồi ở trên ghế salon, nửa giờ không đến, ngành đặc biệt người đến. Chương 164, Toàn viện điều tra, đây là có chuyện gì? Trần đạo trưởng nhìn xem triệu gia phòng khách tình huống về sau, nhíu mày, cái này triệu gia đến cùng làm sao vậy, làm sao lại tại không có phá hư cửa sổ tình huống dưới, xe còn chờ đợi ở đây đâu? Trần đạo trưởng, cái này xe là Triệu gia nha đầu làm tiếng đến, Quý lão gia tử nghe được Trần đạo trưởng văn hóa, ngượng ngùng nói, đối với cái này thần kỳ sự tình, nghiêm trọng khiêu chiến hắn tam quan, nhưng là hắn cũng biết, chuyện này nhất định phải xử lý tốt, bằng không chờ đợi hắn còn không biết là cái gì đây, dù sao chuyện này nguyên nhân căn bản nhất là nhà mình cháu trai đưa tới, nói một chút tình huống cụ thể đi, Trần đạo trưởng sẽ tới, chủ nếu là bởi vì gần đây thủ đô bên này xuất hiện sự kiện linh dị nhiều lắm hắn không thể coi thường lên bằng không thủ đô liền thành những cái kia yêu ma quỷ quái thiên đường cái này cũng không thành thủ đô vẫn luôn là bọn hắn quốc gia trái tim nói tóm lại chính là triệu gia nha đầu kia coi trọng nhà ta cháu trai nhà ta cháu trai đâu có yêu mến cô nương nàng liền trực tiếp dùng bàn môn tà đạo thủ đoạn đem cháu của ta cùng hắn lái xe trực tiếp cho làm tới trong nhà này đến về phần cụ thể chuyện gì xảy ra ta cũng không rõ ràng quý lão gia tử cười khổ một tiếng nói Hắn trước kia luôn luôn nghe nói cái gì hại nước hại dân, nhưng là cái từ này phần lớn hình dung đều là nữ nhân a, à. nhưng là lần này, thế mà rơi xuống nhà mình cháu trai trên thân, nếu không phải lần này lục mãn ở đây, hắn cũng không biết nhà mình cháu trai hạ tràng là cái gì. Triệu gia nha đầu, Trần đạo trưởng nghi ngờ nhìn thoáng qua gian phòng đám người, hắn không thấy được có có thế bị quý lão gia tử gọi nha đầu cô nương a. À. Nặc, chính là vị kia, nhìn thấy Trần đạo trưởng đáy mắt thần sắc nghi hoặc một vệ đông rút rút khóe miệng chỉ vào một mực bụng mặt, ngồi sổn trên mặt đất, miệng bên trong một mực nhắc tới không có khả năng, đây không phải thật triệu mạng, hắn lần này là thật biết dùng bàn môn tà đạo thủ đoạn làm việc, sẽ có được trừng phạt, phản vệ, trần đạo trưởng liếc mắt liền nhìn ra đến vấn đề, cái kia hẳn là là phản vệ, nghe nói là phản vệ, quý lão gia tử bất đắc dĩ nói, chuyện này, nhất định phải xử lý tốt, bằng không. Nhà mình cháu trai an toàn cũng không nhất định có thể bảo chứng, còn có một điểm chính là, cái này triệu gia nha đầu tà môn như vậy, cái này triệu gia có phải là còn có người khác dùng bàn môn tà đạo thủ đoạn, kia cũng phải cần điều tra, mang đi đi, huy. Cờ mờ, trần đạo trưởng nhìn thoáng qua triệu mạng, lạnh giọng nói, dám dùng bàn môn tà đạo thủ đoạn, vậy thì nhất định phải phải tiếp nhận trừng phạt, dù là nàng đã bị phản vệ, nàng y nguyên chạy không khỏi luật pháp chế tài, phiền phức trần đạo trưởng. Quý lão gia tử nghe được Trần Đạo Trưởng nhẹ nhàng thở ra hắn cũng là tại báo cáo thừa ân tự còn có tiểu hoang thôn sự tình về sau mới biết được trần đạo trưởng tồn tại cũng chính bởi vì biết trần đạo trưởng tồn tại mới biết được trần đạo trưởng thân phận có thể hay không hỏi một chút cái kia giúp các ngươi tìm tới nhà ngươi cháu trai đại sư là ai trần đạo trưởng hiện tại đối với chuyện này cảm thấy hứng thú quý lão gia tử nghe nói như thế sửng sốt một chút thật có lỗi ta không xác định vị kia là không phải muốn để các ngươi biết thân phận của nàng Quý lão gia tử bất đắc dĩ nói, lục mãn tự hồ là không muốn cùng ngành đặc biệt người liên hệ, bằng không, nàng liền sẽ không chạy nhanh như vậy, điểm này, hắn cũng nhìn ra, kia, ngươi hỏi một chút vị đại sư kia đi, trần đạo trưởng cảm giác vị đại sư kia là cái có bản lĩnh, mà lại, bản lĩnh còn không nhỏ, bằng không, cũng sẽ không như thế nhanh liền xử lý triệu gia nha đầu kia sự tình, ngô, không muốn, quý tử duệ lúc này tỉnh, hắn còn không có mở to mắt, liền bắt đầu giải dụa biểu ca, một vệ đông nghe được động tĩnh, vội vàng xẹt tới, hắn cái này vừa đụng lên đi, liền bị quý tử duệ một quyền đánh vào một con mắt bên trên, biểu ca, một vệ đông ủy khuất ba ba hô quý tử duệ một tiếng quý tử duệ đầu óc bỗng nhiên thanh tỉnh lại, hắn mở to mắt, phát hiện cách hắn không xa một vệ đông, đang dùng lên án ánh mắt nhìn xem hắn, ngươi làm sao rồi? Quý tử duệ trong đầu căn bản cũng không có vừa mới hắn động thủ ấn tượng, hắn nhìn xem một vệ đông che mắt, hiếu kỳ hỏi một câu biểu ca ngươi vừa mới một quyền kia vừa vặn đánh vào trên ánh mắt của ta một vệ đông buông xuống che mắt tay quý tử duệ nhìn thấy một vệ đông kia mắt quần thâm thời điểm nhịn không được câu lên khóe môi nguồn hố truyện hô com đúng ta đây là được cứu ra tới sao quý tử duệ bỗng nhiên kịp phản ứng tự mình lái xe khi về nhà mắt tối sầm lại liền cả người lẫn xe đi một cái thần bí địa phương nơi đó chỉ có triệu mạng triệu mạng nói cái gì nàng thích hắn nàng muốn gả cho hắn cái gì hắn không đáp ứng về sau triệu mạng muốn dùng mạnh bị trên người hắn phù chú chặn lại bằng không hắn lúc này liền phải nhiều cái nữ nhân đúng vậy a à, ngươi được cứu một vệ đông nghe được quý tử duệ cũng không lo được mình vừa mới bị quý tử duệ đánh một quyền sự tình quý tử duệ nghe được mình bị cứu hắn nhìn quanh bốn phía một cái không thấy được lục mãn thời điểm hắn có chút thất lạc chẳng lẽ lần này không phải nàng xuất thủ cứu hắn nàng vừa đi một vệ đông nhìn thấy quý tử duệ trên mặt kia thất lạc thần sắc cười khổ một tiếng nói nhà mình biểu ca đây là cấm nhưng là hắn không dám trêu chọc nhà mình biểu ca triệu mạng xử lý như thế nào quý tử duệ liếc mắt liền thấy trong phòng khách trần đạo trưởng hắn trầm giọng hỏi loại sự tình này hắn không nghĩ lần thứ hai phát sinh cái này nát hoa đào hắn thật lo lắng lần nữa gặp được nàng lại nhận nên có trừng phạt Trần đạo trưởng trầm giọng nói, bọn hắn tồn tại chính là vì xử lý những cái này sự kiện linh dị, đại sư, cái kia, cái kia, muội muội ta gần đây gặp sự kiện linh dị. Một vệ đông nghe được Trần đạo trưởng, bỗng nhiên nghĩ đến nhà mình muội muội, đêm qua nhà mình muội muội lần nữa bị quỷ nước dây dưa, mặc kệ bọn hắn làm ra cái gì phòng bị đều vô dụng, các ngươi không phải nhận biết vị đại sư kia sao? Trần đạo trưởng nghi ngờ hỏi, nhìn xem bọn hắn cùng vị đại sư kia quan hệ không tệ. Làm sao tiểu tử này sẽ tìm hắn nhờ vả đâu? Đại sư, cái kia, cái kia, muội muội ta không hiểu chuyện, đắc tội vị đại sư kia." Một vệ đông cười khổ một tiếng nói, hắn không thể không quản hắn muội muội, nhưng là hắn cũng không có cách nào đi cầu lục mãn hỗ trợ, lục mãn đều rõ ràng cự tuyệt bọn hắn. "Được thôi." Trần đạo trưởng nhìn một vệ đông một chút, kia có ý riêng ánh mắt, để một vệ đông trên mặt thần sắc khẽ biến, hắn cũng biết, nhà mình muội muội đắc tội lục mãn là ngu xuẩn hành vi hết lần này tới lần khác nàng còn không có cảm giác tự mình làm sai tâm mệt mỏi có như thế cái muội muội hắn cái này làm ca ca không thể không quản nhưng là nàng nếu là lần sau lại xông ra cái gì tai họa đến hắn tự nhận mình bảo hộ không được phụ mẫu nếu là giáo dục không tốt hắn cũng không có cách nào nói cái gì đem triệu gia nha đầu này mang đi triệu gia toàn viên tiếp nhận điều tra trần đạo trưởng đối bên người thạch quảng phát nói thạch quảng phát nghe nói như thế trực tiếp đối thủ hạ người phân phó một câu, triệu mạng đang nghe trần đạo trưởng về sau, rốt cục nhịn không được, chớp mắt, ngất đi. Chương 165, Thanh Đồng Ly Rượu, Tiểu Gia Hỏa, muội muội của ngươi sự tình, ngày mai ta sẽ đi qua xử lý, ngươi ngày mai mang theo muội muội của ngươi đến ông ngoại ngươi nhà đi. Trần Đạo Trưởng cũng sẽ không trực tiếp đi một gia xử lý nha đầu kia sự tình, trái phải nha đầu kia hẳn là không cái gì nguy hiểm, không phải vị đại sư kia sẽ không mặc kệ, điểm này, trần đạo trưởng vẫn có thể nhìn ra được hắn hiện tại đối vị đại sư kia hết sức cảm thấy hứng thú đồng thời hắn đối một vệ hồng ấn tượng chẳng ra sao cả có thể đắc tội đại sư cô nương có thể là cái gì tốt tính tình cô nương hắn hiện tại cũng có chút may mắn vị đại sư kia tính tình tốt bằng không nha đầu kia chết như thế nào cũng không biết một vệ đông nghe được trần đạo trưởng liền vội vàng gật đầu hắn có thể nói cái gì vị này nếu là không giúp đỡ bọn hắn liền thật tìm không thấy người Hiện tại, một vệ đông mới nhận thức đến, đại sư địa vị cao bao nhiêu, không thấy được nhà mình ông ngoại đều muốn đối với người ta tất cung tất kính sao. Tiểu muội chúng ta cứ như vậy đi rồi, lục lâm hạo ra tới về sau, vẫn còn có chút không có kịp phản ứng, từng, không như thế đi làm gì. Lục mãn liếc mắt nói, chuyện kế tiếp, cũng không phải là bọn hắn hẳn là quản, triệu mạng sẽ được cái gì giáo huấn kia là phía trên quy định, không có quan hệ gì với bọn họ về phần triệu mạng mời tới tượng thần là chỗ nào đến, là ai giới thiệu, nàng tin tưởng phía trên so với nàng hỏi kỹ càng, về phần ngành đặc biệt cuối cùng xử lý như thế nào, đó chính là bọn họ sự tình, cái này bán ra tượng thần hẳn là một cái mạng lưới quan hệ to lớn, tượng thần loại này không thể lộ ra ngoài ánh sáng đồ vật, phần lớn cũng không dám quan minh chính đại lấy ra, cái này chỉ có thể dựa vào mạng lưới quan hệ, cũng không biết cái này phía sau màn hắc thủ là ai, nàng hiện tại chỉ muốn biết cái này phía sau màn hắc thủ muốn làm cái gì nếu là những người kia dám trêu chọc người trong nhà vậy cũng đừng trách mình không thách khí chúng ta đi cầu vượt xem một chút đi lục mãn bỗng nhiên nghĩ đến có chút trong sách viết cầu vượt bên kia có coi bói nàng muốn đi xem được lục lâm hạo đối với lục mãn đề nghị cho tới bây giờ đều sẽ không cự tuyệt đúng tiểu muội ngươi có muốn hay không mua thứ gì giống như là lá bùa hoặc là chu sa cái gì Lục Lâm Hạo bỗng nhiên nghĩ đến nhà mình tiểu muội ra tay nhiều như vậy lá bùa, hắn cảm giác nhà mình tiểu muội hẳn là muốn mua một chút lá bùa cùng chu sa, gặp được thích hợp liền mua. Huy Om, Lục Mãn gật gật đầu nói, hai người cười cười nói nói đi cầu vượt bên kia. Đến cầu vượt bên kia, Lục Mãn nhìn thấy các loại quán nhỏ, những cái kia trong quán bán cái gì đều có, cái gì đồ cổ tranh chữ, cái gì đường nhân đầu hổ dày, dù sao chỉ có ngươi nghĩ không ra, liền không có nơi này không có tiểu muội nơi này thật náo nhiệt lục lâm hạo trợn mắt hốc mồm nhìn xem ngày này cầu náo nhiệt tràn cảnh lục mãn thì là một mực chú ý đến chung quanh nơi này nàng muốn nhìn một chút mình có phải là có thế nhặt nhạnh chỗ tốt dù sao bên này có lẽ sẽ có đồ tốt nhưng là điều kiện tiên quyết là nhìn ngươi có hay không cái kia mệnh cùng ánh mắt tiểu muội bên này đồ cổ là thật sao lục lâm hạo nhìn xem một chút trong quán trưng bày đồ cổ hắn tò mò hỏi cái này muốn nhìn ngươi thấy thế nào Lục mãn tùy ý lít qua, cái này trong quán đồ cổ, nói là đồ cổ, thuần túy chính là lắc lư người, đương nhiên, cũng có một chút chân chính đồ cổ, lục mãn nhìn thấy bên kia trong quán có mấy cái đồng tiền cổ là thật, nàng ngồi sổng xuống, nàng nhìn xem trong quán đồ vật, tiểu cô nương, có cái gì coi trọng sao, quán nhỏ lão bản nhìn thấy lục mãn một cái tuổi trẻ tiểu cô nương ngồi sổng xuống nhìn hắn trong quán đồ vật, hắn cười hô, loại này trẻ tuổi tiểu cô nương tốt nhất lắc lư, lục mãn tùy ý lít qua này làm sao bán, nàng chỉ vào trên đất một cái vết trĩ loan lỗ ly rượu hỏi, thứ này, xem ra, tự hồ là vừa mới đào được, mà lại thứ này dường như vẫn là tầng hán thời kỳ, cũng không biết vị lão bản này là từ đâu nhi lấy được, nàng không nghĩ tới, nàng vừa mới chỉ là bởi vì kia mấy đồng tiền, liền có thể gặp được cái này đồ tốt, nàng ngay từ đầu thật không có chú ý tới thứ này, đại muội tử, ngươi thật là có ánh mắt, đây chính là nhà chúng ta tổ truyền. Nghe nói là tầng Thủy Hoàng đã dùng qua, quán nhỏ phía kia là nói mặt mày hớn hở, lục mãn thì là một mực đang mắt trợn trắng, ta nói lão bản, ta là ưa thích cái này ly rượu, nhưng là bởi vì cái này ly rượu nhìn xem bộ dáng thuận mắt, ngươi nếu là nói đây là nhà ngươi tổ truyền, tần thủy hoàng đã dùng qua, vậy ngươi có thể hay không đem cái này còn mới mẻ bùng cho làm sạch sẽ, còn có một điểm, ngươi cái này cũng không phải cái gì tần thủy hoàng đã dùng qua, ngươi đây cũng là ngươi trong đất nhặt đi lục mãn liếc mắt liền nhìn ra tới này vì quán nhỏ phiến lão bản đang nói láo có điều nàng cũng có thể hiểu được chính là đại mùi tử chúng ta có thể hay không đừng nói như vậy trực tiếp quán nhỏ lão bản không nghĩ tới lục mãn sẽ nói như vậy trực tiếp nói thật cái này ly rượu thật đúng là hắn nhặt nguồn hố truyện hô truyền com người cái này ly rượu ta cảm giác liền cái bộ dáng đẹp mắt ta nhìn thuận mắt không phải người một khối tiền đều bán không được lục mãn ghét bỏ nói nàng cảm giác cái này ly rượu dường như thật là tầng hán thời kỳ nhưng là nàng không nghĩ tiêu nhiều tiền như vậy đại muội tử ngươi cứ nói đi thứ này ngươi chuẩn bị cho bao nhiêu tiền quán nhỏ lão bản biết mình đây là đụng phải hiểu công việc chẳng qua cái này ly rượu đúng là hắn trong đất nhặt thứ này a à, tối đa cũng liền đáng giá cái năm mao tiền lục mãn duỗi ra ngón tay nói quán nhỏ lão bản nghe nói như thế trực tiếp lắc đầu đại muội tử cái này ly rượu coi như không phải đồ cổ nhưng nhìn bộ dáng cũng rất đẹp, làm sao cũng phải giá trị cái năm khối tiền A. Quán nhỏ lão bản khóc không ra nước mắt nói, năm mau tiền, tuy nói hắn cũng coi là kiếm được, dù sao cái này không dùng tiền, năm khối tiền có thể, vậy ngươi cái này mấy đồng tiền muốn cho ta làm cái thêm đầu. Lục mãn từ kia một đống đồng tiền bên trong lựa đi ra mấy đồng tiền nói, cái này mấy đồng tiền đều là chính tông chính phẩm, coi như không phải cái gì tiền ngũ đế, nhưng là cũng không tệ chính là quán nhỏ phiến nghe được lục mãn sảng khoái gật đầu lục mãn cũng sảng khoái lấy ra năm khối tiền đưa cho quán nhỏ phiến lão bản sau đó nàng dắt lấy nhà mình đại ca đi tiểu muội ngươi không phải nói vật kia là giả sao ngươi vì cái gì còn tiêu nhiều tiền như vậy mua năm khối tiền a cái này đều đủ bọn hắn ở nhà hoa rất lâu muội muội của ngươi ta là thua thiệt tính tình sao lục mãn vừa cười vừa nói nàng a nếu không phải xác định thứ này đều là chính phẩm nàng biết xài tiền mua nói đùa đâu Tiểu muội, ngươi lần sau làm cái gì thời điểm, có thể hay không sớm cùng ta nói một tiếng. Lục Lâm Hảo bất đắc dĩ nói, hiện tại là tiểu muội đương gia làm chủ, nhưng là hắn thật lo lắng nhà mình tiểu muội không biết lúc nào, liền hù chết hắn. Đoạn thời gian trước bởi vì xử lý một chút đặc thù sự kiện, nằm trên giường vài ngày, hắn liền không nói cái gì, thân thể này còn không có triệt để khôi phục đâu, cái này lại đi cứu quý tử duệ, hắn cảm giác nhà mình tiểu muội vẫn là về nhà tương đối tốt, được 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 lục mãn sản khoái gật đầu, hai cái hắn ngay tại cái này trên đường tiếp tục đi dạo, đúng vào lúc này, lục mãn nghe được một cái nam nhân trẻ tuổi rống một cuốn họng, nàng dắt lấy nhà mình đại ca tay, xông tới, chương 166, chu thiếu trên người sát khí, nam nhân nắm lấy một người mặc đạo sĩ phục trung niên đạo sĩ, chỉ vào mũi của hắn chửi bới nói, lục mãn nhìn thoáng qua kia nam nhân trẻ tuổi, trên thân có sát khí, gia hỏa này là gặp được quỷ vẫn là gặp được phiền toái gì rồi, có điều nàng không ngại kiếm một bút chính là, nhìn xem gia hỏa bộ dáng, gia hỏa này tự hồ là người có tiền, lục mãn hiếp hai mắt, đang suy tư sau đó phải làm sao bây giờ, chu thiếu, chu thiếu, ta sai, trung niên đạo sĩ vội vàng nhận lầm, lục mãn lần nữa bị hai người đối thoại kéo về thần trí, đây là cái kia nam nhân trẻ tuổi gặp được lừa đảo A, có điều, cái này nam nhân trẻ tuổi cũng đủ xui xẻo, đây là bị người mưu hại nữa nha. Hay là vô tình ở giữa gặp cái gì mấy thứ bẩn thiểu đâu? lục mãn cảm giác cái này thủ đô sự kiện linh dị thật là rất rất nhiều cũng không biết cái này ngành đặc biệt có phải là ăn không ngồi rồi vì cái gì bên này nhiều như vậy sự kiện linh dị đâu vẫn là nói nàng vận khí tốt thường xuyên sẽ gặp phải đủ loại sự kiện linh dị ta không quản ngươi có đúng hay không biết sai nhưng là ta gần đây không vui vẻ nói xong cái kia gọi là chu thiếu trực tiếp cho nam nhân kia hai quyền nam nhân kia căn bản cũng không dám phản kháng hắn cũng không muốn triệt để đắc tội chu thiếu đừng nhìn chu thiếu nhìn bề ngoài rất dễ thân cận, nhưng là kia có cái tiền đề, chính là ngươi tuyệt đối đừng gây gấp hắn, gây gấp hắn, hắn tuyệt đối sẽ trực tiếp động thủ, phanh phanh phanh, chu thiếu lần nữa mấy quyền đã tại kia khuôn mặt nam nhân bên trên, đương nhiên, cái này chu thiếu cũng không có hù chết khí lực, bằng không, gia hỏa này sớm đã bị hắn đánh cho tàn phế, chớ nói chi là chu thiếu bên người còn có hai cái bảo tiêu ở đây, chu thiếu, ta sai, ta thật sai, ta cũng không dám lại đạo sĩ chỉ có thể tiếp tục cầu xin tha thứ hắn làm sao cứ như vậy ngốc đâu vì cái gì vì hơi có chút tiền liền lừa gạt đến chu thiếu trên thân đây sớm biết hắn nói cái gì cũng sẽ không vì một chút kia tiền lừa gạt đến vị này trên thân hắn lúc đầu coi là chu thiếu nói chỉ là bởi vì trùng hợp hắn không may đâu ai có thể nghĩ tới hắn đây là sự thực gặp được sự tình a à. nghĩ tới đây đạo sĩ càng thêm hối hận cuối cùng chu thiếu rốt cục mở miệng ác khí đạp đạo sĩ một chân chuẩn bị mang theo bảo tiêu rời đi. Chu thiếu, ngươi đây là gặp được mấy thứ bẩn thiểu, muốn hay không mua trương hộ thân phù cùng phù bình an. Huy, cờ mờ, lục mãn xuất ra hai tấm lá bùa, cười hít mắt hỏi, chu thiếu sắc mặt xoát một chút biến, thế nào, ngươi đây là cầm ta làm đồ đần rồi. Chu thiếu sắc mặt âm trầm nhìn xem lục mãn, lục mãn câu lên khóe môi, lục lâm hạo thì là ngăn tại nhà mình muội muội trước người, lục mãn thì là lục lâm hạo từ phía sau thò đầu ra tới. Chu Thiếu gần đây đi ra ngoài tất nhiên xảy ra chuyện, không phải đất bằng quảng, chính là gặp được đủ loại vấn đề, thậm chí uống nước đều có thể sạch đến. Lục mãn cười tủng tỉm nói, Chu Thiếu thu liễm trên mặt tất cả cảm xúc, hắn vẻ mặt nghiêm túc nhìn xem lục mãn, ngươi tìm người theo dõi ta rồi. Chu Thiếu lạnh giọng hỏi, nếu là cái này tiểu nha đầu thật tìm người theo dõi hắn, hắn tuyệt đối sẽ không bỏ qua nàng, ta theo dõi ngươi làm gì, nhàn rỗi không chuyện gì rồi. Lục mãn liếc mắt, từ cái này Chu Thiếu Tướng Mạo nhìn lại, gia hỏa này là mây đen che đậy đỉnh, mà lại, đây là nhân họa, ý tứ chính là có người mưu hại hắn, về phần đến cùng là ai ra tay, nàng không biết, chẳng qua chỉ cần cho nàng thời gian, nàng liền có thể biết, đúng, ngươi đây, cái này trên thân nhiễm sát khí, nếu là không diệt trừ cái này sát khí, ngươi vẫn xảy ra vấn đề, Lục Mãn nói nghiêm túc, liên lụy đến mình chuyên nghiệp, Lục Mãn nhưng sẽ không đùa giỡn, Chu Thiếu nghe được Lục Mãn nhìn về phía lục mãn, ngươi nói là thật, chu thiếu làm sao cũng không tin, trước mắt cái tuổi này không lớn tiểu cô nương thật sẽ xem tướng đoán mệnh, có phải là thật hay không, chu thiếu mình không rõ ràng sao, lục mãn câu lên khóe môi, lộ ra một cái cười nhạt cho, ý kia rất rõ ràng, có phải là thật hay không, ngươi trong lòng mình không rõ ràng sao, bao nhiêu tiền, chu thiếu trực tiếp hỏi hai cái lá bùa giá cả, một tấm năm mươi, nguồn hố truyện hô com. Lục mãn suy nghĩ một chút, nói thẳng, Trái phải lá bùa này hiệu quả thật nhiều tốt, 50 khối tiền, không tính quá đắt, trước kia bán cho quý tử duệ bọn hắn đều là 10 khối, nhưng là đến thủ đô về sau, Lục Mãn cảm giác mình định giá có chút thấp, có điều, đây cũng là coi là Chu thiếu không tin nàng nguyên nhân, đổi thành người khác, nhiều lắm là 20 khối tiền thôi, ta ngược lại là muốn thử một chút, nếu là ngươi lá bùa này không có tác dụng, ngươi đừng trách ta cùng thu thập vị kia đồng dạng thu thập ngươi. Chu thiếu tiếp nhận lá bùa đưa cho Lục Mãn 100 khối tiền, Lục Mãn trực tiếp đem cái này 100 khối tiền đặt ở khóa bao của mình bên trong, có hữu dụng hay không chỗ, ngươi thử qua thì biết, hai ngày này, ta sẽ tại 20 hẻm bên kia, ngươi nếu là gặp được cái gì nguy hiểm, trực tiếp qua bên kia tìm ta đi. Lục Mãn biết, tại bọn hắn rời đi thủ đô trước đó, bọn hắn là không có cơ hội dọn nhà, đã dạng này, nàng cũng không cần thiết kiên trì, trái phải trải qua một vệ hồng sự tình về sau, Quý tử duệ tuyệt đối sẽ cùng hắn thân bằng hảo hữu nói rõ ràng, nàng ở cái tiểu viện kia, tại nàng ở thời điểm, cũng chỉ có thể là nàng làm chủ, bằng không, nàng liền dọn nhà, được. Chu thiếu nhìn xem lục mãn, gật gật đầu, hắn ngược lại là muốn nhìn, cái này tiểu nha đầu là thật là có bản lĩnh vẫn là đang lừa dối hắn, nếu là thật có bản lĩnh, hắn không ngại hảo hảo báo đáp nàng, nếu là nàng lắc lư nàng, kia đừng trách nàng không khách khí, tiểu muội. Lục Lâm Hạo lo lắng nhìn xem Lục Mãn, hắn lo lắng vị kia gọi là gì Chu thiếu người không hiểu chuyện, rõ ràng nhà mình muội muội chỉ phù có tác dụng, hắn hết lần này tới lần khác muốn tìm nhà mình muội muội phiền phức, yên tâm đi, đối phương là cái thông minh. Lục Mãn vừa cười vừa nói, đối phương nếu là không thông minh, đã sớm chơi xong, có điều, cũng không biết là ai tính toán vị này. Nha, Lục Lâm Hạo gật gật đầu, hắn không hiểu được huyền học phương diện tri thức, nhưng là muội muội nói như vậy, vậy liền không có việc gì hắn tin tưởng muội muội bên này chu thiếu mang theo bảo tiêu sau khi về đến nhà liền thấy hắn cái kia mẹ kế đang cùng hắn cha ruột không biết đang nói cái gì hắn cha ruột bị chọc cho cười ha ha nụ cười kia đủ để chứng minh hắn cha ruột mười phần vui vẻ chính là đối với cảnh tượng như vậy hắn đã sớm nhìn qua thật nhiều lần hắn không nhìn thẳng bọn hắn chuẩn bị về trong phòng mình nghỉ ngơi nhân tiện cũng suy nghĩ một chút đến cùng là ai đang tính kế hắn chớ nhìn hắn bình thường thoạt nhìn như là cái ăn chơi thiếu gia, hắn nhưng không phải người ngu, nếu là hắn đồ đần, cũng sẽ không bình an lớn lên, phải biết, hắn cái kia cha ruột thế nhưng là cái hoa hoa công tử, mẹ hắn khi còn sống, hắn ngay tại bên ngoài làm loạn, bằng không, hắn mẹ ruột cũng sẽ không sớm như vậy liền không có, cũng may mắn gia gia nải nải tại hắn xuất sinh về sau, án lấy hắn cha ruột làm chấm dứt khó giải quyết thuật, không phải. Hắn lúc này cũng không biết có bao nhiêu cùng cha khác mẹ huynh đệ tỷ muội. Nhỏ Triết trở về rồi. Chu Thiếu, cũng chính là Chu Minh Triết mẹ kế Kỷ Vân nhìn thấy Chu Minh Triết trở về về sau, cười cùng Chu Minh Triết chào hỏi. Chu Minh Triết nhìn nàng một cái, gật gật đầu, xem như đáp lại. Chương 167, không thể lưu. Chu Minh Triết nhẹ nhàng liếc hắn cái kia mẹ kế Kỷ Vân một chút, liền định trực tiếp lên lầu, hắn cùng mẹ kế và cha đẻ không có gì để nói nhiều, nhưng là Chu Minh Triết cha ruột, Chu Hải cũng không muốn Chu Minh Triết cứ như vậy lên lầu. Chu Minh Triết ngươi xem một chút ngươi, mỗi ngày không phải ra ngoài mù hỗn, chính là ra ngoài mù hỗn, ngươi bắt đầu từ ngày mai bắt đầu liền cho ta lên ban đi, ta an bài cho ngươi cái công việc. Chu Hải không vui trừng Chu Minh triết một chút, Kỷ Vân nghe được Chu Hải, rủ xuống tầm mắt, ngăn trở đáy mắt hàng quan. Chu Hải nam nhân này, cũng không phải cái dễ nói chuyện, hắn nhìn thấy tuần không có dấu giếm kia cà lơ phất phơ bộ dáng, lập tức nhịn không được đối Chu Minh triết giận dữ hét, lão cha, ngươi nói cái gì? Chu Minh Triết móc móc lỗ tai, cà lơ phất phơ nói, hắn đối lão cha an bài công việc một chút hứng thú cũng không có, hắn hiện tại chỉ muốn hảo hảo chơi nhiều hai năm, lão cha không phải còn trẻ sao, hắn còn có thế phấn đấu mấy năm nữa, tiểu tử thúi, ngươi nói cái gì, Chu Hải tức hỗn hển chỉ vào Chu Minh Triết mắng một câu, tiểu tử này, lúc nào mới có thể lớn lên, ta nói cái gì, ta nói lão cha ngươi còn trẻ, ngươi cố gắng một chút, cũng có thể để ta mẹ kế cho ta sinh cái đệ đệ muội muội chu minh triết hững hờ nói đối với chu hải tiếng mắng hắn căn bản là không có để ở trong lòng kỷ vân nghe được chu minh triết câu lên khóe môi lộ ra một vòng cười lạnh cái này chu hải không được căn bản liền không thể để nàng sinh con nàng không nghĩ chu hải tiền đều cho chu minh triết khi chu minh triết liền nhất định không thể lưu lại lão công đừng nóng giận đừng nóng giận kỷ vân viện chu hải nhẹ nhàng giúp đỡ chu hải thuận khí Minh Triết, ngươi cũng vậy, cha ngươi thân thể không tốt, ngươi có thể hay không đừng tức giận hắn rồi. Kỷ Vân cái này chỉ trích lời nói, để Chu Minh Triết lộ ra một vòng nụ cười dễu cợt. Lão đầu tử thân thể tốt đây, bằng không, sao có thể cưới được ngươi cái này cùng ta niên kỹ không khác nhau lắm về độ lớn mẹ kế đâu. Chu Minh Triết thốt ra lời này lối ra, Kỷ Vân sắc mặt lúc ấy liền biến, nàng đáy mắt thâm tàn hàng quang hơi kém không che giấu được. Hô tuy. Cờ mờ đừng nói ngươi gả cho ta lão cha là bởi vì yêu ta lão cha chu minh triết dường như còn ghét bỏ nói không đủ khó nghe nàng lần nữa bổ sung một câu kỹ vân nghe nói như thế hơi kém không có tại chỗ bùng nổ ha ha ngươi còn trẻ như vậy nếu không phải coi trọng cha ta tiền cùng quyền ngươi sẽ cùng theo hắn chu minh triết cười lạnh một tiếng ai không biết ai vậy có điều cái này sự tình hắn ngay từ đầu chỉ là tại nói thầm trong lòng hai câu nhưng là nữ nhân này thật sự cho rằng nàng gả cho cha của hắn hắn liền phải tôn trọng nàng sao cha ruột mặt mũi hắn cũng sẽ không cho hắn bao nhiêu huống chi là mẹ kế đâu được rồi các ngươi liền chớ ở trước mặt ta diễn kịch các ngươi đâu muốn thế nào thì làm thế đó nhưng là thuộc về ta kia phần các ngươi tốt nhất đừng nhúc nhích cái gì tiểu tâm tư nói xong chu minh triết trực tiếp lên lầu chu hải che ngực khí nửa ngày nói không nên lời kỷ vân thì là viện chu hải mặt ngoài thì là biểu hiện ra một bộ dáng vẻ ủy khuất, nhưng là bí mật, thì là hơi kém cắn nát răng ngà, cái này Chu Minh Triết, không thể lưu, không đúng, vì cái gì nàng đã tìm người ra tay, Chu Minh Triết còn có thế bình yên vô sự, không được, Chu Minh Triết nhất định phải chết, nghĩ tới đây, Kỷ Vân chờ Chu Hải không lúc ở nhà, nàng muốn lần nữa đi tìm vị đại sư kia đi, Chu Minh Triết không có, Chu Hải cũng không có, kia Chu Hải tài sản liền đều thuộc về hắn. Chu Hải nhưng cùng những cái kia đám dân quê xuất thân người không giống, chớ nhìn hắn tuổi không lớn lắm liền đi bộ đội, thế nhưng là, xuất thân của hắn tương đối tốt, vẻn vẹn là tổ truyền sản nghiệp, liền đầy đủ Chu Hải hoa mấy đời, bằng không, nàng cũng sẽ không nghĩ hết tất cả biện pháp gả cho Chu Hải, được rồi, ngươi cũng đừng sinh khí, tiểu tử thúi kia không biết nói chuyện, ngươi là ai, ta còn có thế không biết sao, Chu Hải nhìn thấy Kỷ vân sắc mặt có chút khó coi, nghĩ đến vừa mới Chu Minh Triết nói lời, Chu Hải thở dài, kỷ vân nữ nhân này quả thật không tệ, đối với hắn cũng rất tốt, không phải, hắn cũng không sẽ lấy nàng không phải sao, hắn biết mình là cái gì tính tình, lúc còn trẻ ăn chơi đàn điếm, kỷ vân nữ nhân này, có thế còn trẻ như vậy liền theo hắn, hắn đâu, niên kỷ cũng lớn, ăn chơi đàn điếm cái gì, cũng không có hứng thú kia, hiện tại hắn chỉ muốn cùng kỷ vân hảo hảo sinh hoạt, trái phải hắn cũng lão, lại nói, hắn cũng không thể cho kỷ vân một đứa bé hắn cũng chỉ có thể gấp bội đền bù điểm này lão công không có việc gì ta có thể hiểu được kỷ vân quan tâm nói chu hải vỗ vỗ kỷ vân tay kỷ vân thì là ra vẻ ủy khuất cúi đầu xuống che giấu đi đáy mắt hàng quan chu minh triết là ngươi bức ta đều là ngươi không có ngươi chu gia tài sản cũng chỉ có thể là thuộc về ta đến cùng là ai lên lầu chu minh triết nằm tại phòng ngủ mình trên giường đang suy tư là ai đối hắn hạ hắc thủ hắn tự nhận mình không có sai lầm người nào hắn nghĩ không ra đến cùng là ai tính toán hắn tên hoàng khố tử đệ này, nếu là hắn cha ruột có hài tử khác, là hắn kia cùng cha khác mẹ huynh đệ hạ thủ, cũng có cái kia khả năng, thế nhưng là, hắn cha ruột dường như chỉ có hắn một đứa bé, cái này khó mà đoán được đấy là ai đối hắn xuống tay, nguồn hố truyện hô truyền com không được, chuyện này không thể cứ như vậy được rồi. Chu Minh Triết quyết định đem tính toán chuyện của hắn điều tra ra ra manh mối, hắn mặc kệ tính toán hắn người là ai, hắn cũng sẽ không cứ như vậy tính, được rồi, trước đi ngủ đi, một lát tìm không thấy chứng cớ Chu Minh Triết quyết định nghỉ ngơi trước, hắn quyết định nhìn xem cái này hộ thân phù có phải là có tác dụng, nếu là có tác dụng, hắn liền đi tìm vị kia cho hắn hộ thân phù đại sư đi, nếu là không dùng được, hắn cũng muốn đi tìm kia tiểu nha đầu phiền phức đi, biểu ca, một vệ đông nhìn cả người bốc lên hàng ý quý tử duệ. Cẩn thận từng ly từng tí hô một tiếng, có việc, quý tử duệ lạnh giọng hỏi hắn toàn thân khí áp hiện tại thấp đều có thể chết cống người. Biểu ca, triệu gia chuyện này hiện tại đã bị phía trên tiếp nhận. Một vệ đông bất đắc dĩ nói, nhà mình muội muội sự tình, cũng bởi vì triệu gia sự tình, chậm trễ, nhà mình tiểu muội hiện tại mỗi ngày bị thủy quỷ kia dây dưa. Hắn muốn thông qua nhà mình biểu ca cùng lục mãn cầu xin tha, vệ hồng sự tình ta sẽ không nhúng tay. Quý tử duệ biết một vệ đông ý tứ, cũng chính bởi vì biết, hắn mới không nghĩ nhúng tay, lục mãn tính tình hắn biết, nếu là hắn dám nhúng tay, như vậy Lục Mãn tuyệt đối sẽ cùng hắn nhất đao lưỡng đoạn, đại sư coi như lại biểu hiện hòa ái dễ gần, cũng là có tự tôn. Quý Tử Duệ cảnh cáo nhìn một vệ đông một chút, Lục Mãn cự tuyệt, kia nàng liền sẽ không quản, nói mặc kệ liền mặc kệ, hắn không muốn đắc tội Lục Mãn. Biểu ca, tiểu muội gần đây đều nhanh sụp đổ, một vệ đông cười khổ một tiếng nói, thủy quỷ kia đặc biệt khó chơi, nàng hẳn là hiện tại hận chết Lục Mãn đi. Quý tử duệ câu nói này vừa nói ra khỏi miệng, một vệ đông trong lúc nhất thời lăng tại nơi đó, gần đây muội muội của hắn xác thực mỗi ngày ở nhà chửi mắng lục mãn, nói lục mãn nhẫn tâm tuyệt tình, cái phải nói đặc biệt khó nghe chính là, chương 168, Đại sư cứu mạng A, quý tử duệ lắc đầu, đối với một vệ hồng tính tình, hắn là biết đến rõ rõ ràng ràng, cũng chính bởi vì biết, hắn mới không có cách nào đi tìm lục mãn, tìm lục mãn hỗ trợ, hắn có thể nói cái gì một vệ hồng những cái kia tiểu tâm tư lục mãn một chút liền có thể nhìn thấu ngươi vẫn là đi cầu trần đạo trưởng đi quý tử duệ đề nghị hy vọng một vệ hồng đừng đắc tội trần đạo trưởng nếu là nàng đắc tội trần đạo trưởng khi nàng phiền phức cũng chỉ có thể nghĩ những biện pháp khác ai một vệ đông thở dài hắn không biết vì cái gì muội muội của hắn lập tức biến thành cái dạng này vệ hồng tính tình nếu là không thay đổi về sau còn không biết sẽ ăn cái thiệt thòi gì đâu quý tử duệ lạnh giọng nói hy vọng một vệ hồng trải qua chuyện lần này về sau, có thể học thông minh một chút, đừng cả ngày coi là ỷ vào gia thế, nàng liền có thể trương dương ương ngạnh, liền nàng cái này tính tình, không có gặp được cùng nàng so đo, nếu là gặp cùng nàng so đo, nàng có lẽ sẽ liên lụy toàn bộ mục gia, lục mãn là lười nhát cùng nàng so đo, ngươi nghĩ tới đắc tội một cái thiên sư sẽ có kết cục gì sao, cửa nát nhà tan đây đều là nhẹ, hồn phi phách tán có lẽ đều là đơn giản. Sống không bằng chết mới là trừng phạt, biểu ca, ta biết, một vệ đông thất hồn lạc phách đứng dậy rời đi, quý tử duệ nhìn xem một vệ đông bóng lưng, thở dài, ai, hy vọng hắn có thế hạ nhẫn tâm giáo huấn một vệ hồng một lần đi, không phải, một gia có lẽ che không được, cái này một vệ hồng lá gan là càng lúc càng lớn, một bên khác, chu Minh Triết vừa mới ngủ, cửa sổ của hắn không gió tự mở, chu Minh Triết giống như là phát giác được cái gì đồng dạng, trục trục thân thể, đem mình cả người đều co lại trong chăn. Đầu cũng đều che kín lập tức từ trong cửa sổ bay vào đến một con nữ quỷ, kia nữ quỷ mặc màu đỏ váy liền áo, kia váy liền áo bên trên vết máu loang lổ, nữ quỷ tóc cũng xõa, Chu Minh Triết cảm giác càng phát lạnh, hắn dùng lực bọc lấy chăn mình. A, à, nữ quỷ nhìn thấy Chu Minh Triết biểu hiện về sau, trên mặt lộ ra âm trầm trầm nụ cười, nàng tiến đến Chu Minh Triết trước mặt, Chu Minh Triết phát giác được trước mặt tựa hồ là có đồ vật gì, hắn dùng lực lóp bốt một chút, nữ quỷ hét lên, Chu Minh Triết nghe được thanh âm bỗng nhiên ngồi dậy hai tay của hắn ôm thật chặt lấy chăn mền sau đó hắn liền thấy rộng mở cửa sổ còn có nút ở góc tường cái kia nữ quỷ ngươi ngươi là ai huy cờ mờ chu minh triết cà lâm nhìn xem cái kia nữ quỷ hỏi hắn răng đều đang run rẩy nói chuyện đều có chút cà lâm hắn thật gặp được quỷ trên người ngươi có đồ vật gì nữ quỷ không có trả lời chu minh triết vấn đề ngược lại là hỏi một cái nàng muốn biết vấn đề trên người ta Chu Minh Triết ôm lấy trong ngực chăn mình, sắc mặt tái nhợt nhìn xem kia nữ quỷ, hắn hiện tại biết, mình đây là sự thực gặp được quỷ, nghĩ đến đây quỷ, có lẽ là người khác tìm đến, hắn không khỏi sợ hãi rụt cổ một cái, trên người ngươi có cái gì? Nữ quỷ thần sắc giữ tợn nhìn xem Chu Minh Triết, gia hỏa này trên thân đến cùng có đồ vật gì, vì cái gì có thế bắn ra nàng, nghĩ đến cái này nam nhân thứ ở trên thân, nữ quỷ sắc mặt âm trầm xuống, nàng chỉ muốn biết, gia hỏa này đến cùng làm thứ gì, hai lần trước nàng tới thời điểm cũng không gặp gia hỏa này trên thân có đồ vật gì a à? trên người ta cái gì cũng không có chu minh triết lơ ngơ có điều lập tức hắn nghĩ tới hôm nay tiểu cô nương kia cho hắn hộ thân phù giờ khắc này hắn ẩn ẩn có chút hối hận hối hận hắn vô dụng hắn hiện tại chỉ cầu tờ giấy này phù có thế có tác dụng tốt nhất là có thế bảo vệ tốt hắn bằng không hắn liền xong nói dối nữ quỷ nhìn thấy chu minh triết nói dối trên người sát khí rút cuộc khống chế không nổi ra bên ngoài bốc lên chu minh triết chỉ thấy kia nữ quỷ trên thân bốc lên hắc khí trên mặt nàng máu tươi cũng lưu càng nhiều chu minh triết hiện tại cố gắng muốn thu nhỏ thân thể của mình thế nhưng là hắn như vậy to con người làm sao có thể bởi vì rụt lại thân thể liền thật có thể đem cả người thu nhỏ đâu nữ quỷ càng xem chu minh triết cái dạng này càng phát cảm giác chu minh triết tại châm chọc nàng thế là nàng quên đi chu minh triết trên người hộ thân phù lần nữa nhào tới Chu Minh Triết trên người hộ thân phù lần nữa thoáng hiện một vệt kim quang, nữ quỷ trực tiếp bị cầm tới kim quang cho bắn ra, nữ quỷ kêu thảm một tiếng, từ cửa sổ bên trong bay ra ngoài, Chu Minh Triết nhìn xem tràn cảnh này, trong lúc nhất thời có chút kinh ngạc đến ngay người, hắn chẳng thể nghĩ tới, nữ quỷ này thế mà có thế bị trên người hắn hộ thân phù cho bắn bay, nhưng là bất kể như thế nào, hắn đều nhất định muốn tìm tới người đại sư kia, cứ như vậy, Chu Minh Triết một đêm không dám đi ngủ, một đêm này, đối với chu minh triết đến nói thật là dày vò ngày thứ hai chu minh triết trời mới vừa tờ mờ sáng liền mang theo bảo tiêu rời đi nguồn hố truyện hô chấm com chu hải sáng sớm không thấy được chu minh triết tức điên mắng chu minh triết hai tiếng cũng đi ra ngoài kỷ vân nhìn thấy trong nhà chỉ còn lại nàng một người nàng cũng cầm tiền cùng một vài thứ đi ra ngoài nàng nhất định phải tìm tới đại sư hỏi một chút đại sư đến cùng là chuyện gì xảy ra vì cái gì chu minh triết chuyện gì không có nàng thế nhưng là tốn không ít tiền, cái này nếu là thất bại, nàng coi như thật xong. Đại sư, cứu mạng A, à. sáng sớm, Chu Minh Triết đến lục mãn nói tiểu viện về sau, trực tiếp gõ cửa, lục mãn bị tiếng đập cửa cho đánh thức, nàng mở cửa chính hương mắng đấy là ai như vậy không có lòng công đức, sáng sớm liền đến gõ cửa thời điểm, Chu Minh Triết lập tức quỳ trên mặt đất, ông lấy lục mãn đùi bắt đầu gào thét, lục mãn bị dọa đến một cái giật mình, thanh tĩnh làm nàng nhìn thấy ôm lấy nàng bắp đùi người là ai thời điểm, nàng nháy nháy mắt, chu thiếu đây là làm gì, lục mãn dãy dụa mấy lần, không có dãy dụa mở, châm chọc liếc mắt nói, gia hỏa này, sẽ không làm người lần nữa gặp được phiền phức đi, nghĩ tới đây, nàng nhìn về phía chu Minh Triết, làm nàng nhìn thấy chu Minh Triết trên thân kia sát khí dường như càng thêm lợi hại về sau, nàng liền biết, gia hỏa này là lần nữa gặp được mấy thứ bẩn thiểu, đại sư, ta thiếu chút nữa đã bị nữ quỷ cho tai họa a. À. Chu Minh Triết khóc lóc kể lễ nói, Lục Mãn nghe nói như thế, hơi kém không có bị vừa mới Chu Minh Triết cho sạch đến, cái gì gọi là hơi kém bị nữ quỷ tai họa a? Lời này mười phần có kỳ thì ý tứ có được hay không? Tai họa, có lẽ là hại tính mạng, có lẽ là khác tai họa a? Ngươi trước đứng dậy, Lục Mãn trên trán gân xanh nổi lên, nàng phát hiện, cái này Chu Minh Triết quả thực chính là cái tên dở hơi. Đại sư, cứu mạng a! chu minh triết lúc này cũng không dám lại bày ra kia một bộ không ai bị nổi bộ dáng cái mạng nhỏ của hắn là bóp tại lục mãn trong tay nếu là lục mãn mặc kệ hắn cái mạng nhỏ của hắn liền không gánh nổi a à. ngươi xác định muốn ở chỗ này nói lục mãn liếc mắt không thấy được bên này hàng xóm có ít người nhà đã mở ra đại môn đứng tại cổng ở nơi đó xem náo nhiệt sao cái này nếu là ở đây cho chu minh triết khử cái quỷ cái gì lục mãn cảm giác đám người này đều có thể trực tiếp có thế báo cáo nàng tuyên truyền phong kiến mê tín. chương 169, lão đầu tử ngươi sau nàng dâu muốn làm chết ta, Chu Minh Triết khóc không ra nước mắt nhìn xem lục mãn, lục mãn xoay người lại, Chu Minh Triết thì là giống là tiểu tức phụ đồng dạng đi theo lục mãn sau lưng, Chu Minh Triết hai cái bảo tiêu nhìn thấy Chu Minh Triết biểu hiện, bọn hắn không khỏi hai mắt nhìn nhau một cái. Bọn hắn không nghĩ tới cái này Chu Minh Triết còn có cái dạng này, được rồi, ngươi sự tình, ta biết, lục mãn nhìn xem chu minh triết mắt quần thâm nặng đều gặp phải gấu trúc nàng bất đắc dĩ liếc mắt ta đưa cho ngươi hộ thân phù con quỷ kia coi như thật muốn đối ngươi xuống tay cũng cầm ngươi không có cách nào lục mãn thản nhiên nói chu minh triết nghe nói như thế nước mắt lập tức đến rơi xuống đại sư ngươi không biết kia nữ quỷ nhiều dọa người tóc thật dài không nói còn rất dài móng tay chính yếu nhất chính là thất khiếu chảy máu a bộ dáng kia Chu Minh Triết hiện tại nhớ lại đều dọa đến toàn thân phát trung, làm sao có khó coi như vậy quỷ đâu, cũng không biết hắn đến cùng đắc tội với ai. Được rồi, ngươi mang theo ta đi nhà ngươi xem một chút đi. Nhìn thấy Chu Minh Triết trên người sát khí cùng âm khí, Lục Mãn biết đây là lại bị người tính toán. Đại sư, ngươi cần phải giúp ta một chút. Nghe được Lục Mãn nói muốn đi trong nhà nhìn xem, Chu Minh Triết nhịn không được đối Lục Mãn kêu lên nói, Lục Mãn thì là trợn mắt trừng một cái, nàng đều đi nói nhìn xem cái này chu minh triết còn ở nơi này gào thét cái gì gào thét đừng gào thét lục mãn không sửa bột liếc mắt chu minh triết dọa đến rụt cổ một cái hắn hiện tại liền trông cậy vào lục mãn cứu mạng nếu là lục mãn mặc kệ hắn cái mạng nhỏ của hắn có lẽ liền không có ngươi gần đây có hay không ném móng tay hoặc là tóc loại hình cái này bị người mưu hại hoặc là bị lệ quỷ để mắt tới cái này cũng phải cần thiết thân đồ vật bằng không quỷ cũng tìm không thấy người không phải sao ta không biết a à chu minh triết mờ mịt nhìn xem lục mãn cái này móng tay cùng tóc cái gì đây không phải rất bình thường đồ vật sao nhìn ngươi bộ dáng này liền biết ngươi chính là cái quỷ hồ đồ lục mãn lần nữa liếc mắt cái này người a bị người mưu hại nhất định phải thiếp thân đồ vật nhưng là thật nhiều người đều không tại hồ thứ này theo bọn hắn nghĩ tóc cùng móng tay đều là đồ không cần thứ này có thể làm gì một cái thiên sư sẽ rất phụ trách nói cho ngươi đó chính là chỉ cần là có hai thứ đồ này liền có thể làm rất nhiều chuyện huy cờ mờ nhất là ngày sinh tháng đẻ lợi hại hơn có thể làm càng nhiều sự tình đại sư chu minh triết khóc không ra nước mắt nhìn xem lục mãn được rồi chúng ta đi trước nhà ngươi đi lục mãn quyết định xử lý chu minh triết sự tình không được liền về nhà thủ đô bên này thực sự là quá không có ý nghĩa bên này sự tình nhiều như vậy nàng không muốn cùng thủ đô bên này có quá nhiều liên lụy nàng cũng chỉ có thể là mau sớm trở về, về phần mục vệ hồng bên kia, nàng nghe nói Trần Đạo Trưởng tự hồ là không có ý định khoảng thời gian này quản, Trần Đạo Trưởng gần đây bề bộn nhiều việc, tin tưởng mục vệ hồng khoảng thời gian này cũng nên đạt được giáo huấn. dù sao mục gia có từ nàng cái này mua hộ thân phù, nhiều lắm là chính là mục vệ hồng thời gian không dễ chịu một chút thôi, nguy hiểm tính mạng kia là không có, mục gia cũng biết nàng ý tứ. Bọn hắn hiện tại không dám tới quấy rầy nàng, dù sao bọn hắn làm quá phận, có lẽ nàng sẽ ra tay giáo huấn một vệ hồng. Đại sư, chúng ta đi. Chu Minh Triết nghe được Lục Mãn, dắt lấy Lục Mãn muốn đi. Ngươi túm lấy muội muội ta muốn làm gì? Lục Lâm Hạo không nghĩ tới hắn ra tới nhìn thấy chính là nhà mình muội muội bị một cái nam nhân dắt lấy muốn ra cửa. Hắn đi lên một quyền đánh vào Chu Minh Triết trên ánh mắt, vành mắt hắn lập tức đỏ. Đại sư, Chu Minh Triết che mắt, vẻ mặt cầu xin hô Lục Mãn một tiếng. Có trời mới biết, hắn thật chỉ là bởi vì kích động cho nên lôi kéo lục mãn tay nhưng là hắn không nghĩ tới mình sẽ bị đánh a à, bị đánh hắn từ nhỏ đến lớn liền không có bị người động đậy một tay đầu ngón tay lần này là lần đầu tiên bị đánh hắn làm sao có thể không ủy khuất hắn ủy khuất ba ba nhìn xem lục mãn hắn bị đại sư ca ca đánh hắn cũng không dám để bảo tiêu đánh trả đại ca đây là ngày hôm qua cái lục mãn bắt lấy còn muốn tiếp tục động thủ lục lâm hạo lục lâm hạo giờ khắc này mới nhìn rõ ràng hắn đánh người là ai ngươi tới làm gì lục lâm hạo lạnh giọng hỏi sáng sớm gia hỏa này sớm như vậy tới làm gì đại sư ca ca ta ta là tới tìm đại sư hỗ trợ chu minh triết vẻ mặt cầu xin che mắt nói ai thoáng một cái hắn nhất định thành ô mắt thanh hết lần này tới lần khác hắn chỉ có thể chịu đựng lần này là thật khổ sở uổng phí đánh ca chúng ta đi theo gia hỏa này đi nhà hắn một chuyến đem hắn sự tình xử lý xong, chúng ta liền về nhà. Lục mãn nghĩ đến gia hỏa này có tiền, nàng nghĩ từ gia hỏa này trong tay kiếm cái tiểu viện, đến lúc đó, nàng cũng không cần hao tâm tổn trí lốc bốt tìm địa phương mua tiểu viện, nguồn hố truyện hô com đương nhiên, cái này muốn nhìn đối phương có phải là thông minh, ngươi còn không có ăn điểm tâm đâu. Lục lâm hạo trừng chu minh triết một chút, nhà mình muội muội thân thể này còn không có khôi phục đâu, cái này bị gia hỏa này tìm tới cửa chúng ta đi trước xử lý chuyện của hắn, xử lý tốt, chúng ta lại đi ăn cơm. Lục Mãn vỗ bàn nói, Chu Minh Triết đều muốn khóc, Lục Mãn chính là bởi vì nhìn thấy Chu Minh Triết cái này nước mắt rưng rưng bộ dáng, mới trong lúc nhất thời nhịn không được, cũng không biết gia hỏa này là chuyện gì xảy ra, làm sao dễ dàng như vậy rơi nước mắt, dường như nước mắt của hắn không đáng tiền. Thế là, một đám người đến Chu gia, Lục Mãn vừa vào cửa, liền thấy ngồi trong phòng khách Kỷ Vân, kỷ vân đi ra ngoài tìm được đại sư về sau cường điệu muốn chu minh triết mệnh nàng cũng thêm tiền liền trở lại minh triết đây là kỷ vân nhìn thấy lục mãn thời điểm đáy mắt mang theo một tia đùa cật lục mãn liếc mắt liền nhìn ra đến tính toán chu minh triết chính là nữ nhân này không cần tìm chính là người này lục mãn chỉ vào kỷ vân nói chu minh triết nghe được lục mãn trực tiếp cầm lấy điện thoại trên bàn bấm nhà mình lão cha điện thoại lão đầu tử ngươi mau trở lại ngươi sau nàng dâu muốn làm chết ta. Chu Minh Triết làm xong đây hết thảy về sau, Kỷ Vân mới phản ứng được, nàng nhìn xem lục mãn, đáy mắt lóe ra điểm điểm hàng quang, nhưng là nàng cũng biết, nếu là nàng làm sự tình bại lộ, khi Chu Minh Triết là sẽ không bỏ qua nàng. Cô nương, chúng ta ngày xưa không oán ngày nay không thù, ngươi vừa mới lời kia là có ý gì? Kỷ Vân chỉ trích nhìn xem lục mãn, lục mãn thì là nhún nhún vai, từ trong bao đeo mặt lấy ra một tấm ngũ lôi phù, tùy ý ném một cái, ngũ lôi phù tự đốt về sau, trên bầu trời truyền đến trận trận tiếng sấm rền. Kỷ Vân nhìn thấy lục mãn cái dạng này, mở to hai mắt nhìn, đây chẳng lẽ là Chu Minh Triết tìm đại sư, đại sư này niên kỷ cũng quá nhỏ đi, không, nàng không phải đại sư, nàng không thể tự loạn trận cước, ta, ta là Minh Triết mẹ kế, ngươi nếu là muốn gã tiến đến, ta nói không tính, Kỷ Vân cổ làm khu nói, lục mãn thì là giống như cười mà không phải cười nhìn xem Kỷ Vân, vị đại nương này, ngươi hí thật nhiều, lục mãn liếc mắt, nữ nhân này, cũng quá biết diễn kịch đi, bất quá nghĩ đến nữ nhân này có thế gã tiến đến, tính toán chu Minh Triết còn không có bị hoài nghi, cũng là có bản lĩnh, chương 170, đổ vỏ, lục mãn ghét bỏ nhìn chu Minh Triết một chút, vị đại thiếu gia này, có cái gì tốt, cái này mẹ kế hơi kém chơi chết hắn, còn có, nàng có thế coi trọng dạng này sợ hàng, nàng coi trọng nam nhân, nhất định phải là có thế xứng với nàng nam nhân, có điều, xứng với nàng nam nhân, Dường như còn không có xuất hiện đâu, ngươi chớ nói lung tung, ta nhưng không xứng với đại sư. Chu Minh triếp dọa đến Trừng Kỷ Vân một chút, nếu là đại sư có thế để ý hắn liền tốt. Các ngươi, Kỷ Vân nhìn xem hai người này biểu hiện, trong nội tâm nàng hơi hồi hộp một chút, bất quá nghĩ đến vừa mới lục mãn tùy ý nhét vào không trung đạo phù kia, nàng lại lần nữa tin tưởng phân tích của mình, nếu là nàng thật lợi hại như vậy, làm sao có thể ném lá phù cái gì cũng không có phát sinh đâu. Lục mãn không biết Kỷ Vân đang suy nghĩ gì, nhưng là từ nàng vừa mới trên mặt trần chờ ánh mắt biến thành ánh mắt kiên định về sau, nàng liền biết, nữ nhân này hẳn là là nghĩ đến cái gì, mà lại, xác định mình ý nghĩ, nếu là nàng biết Kỷ Vân đang suy nghĩ gì, nàng tuyệt đối sẽ cười ha ha, sau đó cho nàng phổ cập khoa học một chút, nàng vừa mới kia ngủ lôi phù là làm cái gì, cái kia tà thiên sư đoán chừng cái này lúc sau đã mất mạng đi, cũng không biết, vị này biết, sẽ là biểu tình gì, ngươi đây, Gặp người tính toán, vừa mới ta đã đem người kia thu thập, kia lệ quỷ cũng hồn phi phách tán." Lục Mãn thản nhiên nói, Kỷ Vân nghe nói như thế, lần nữa mở to hai mắt nhìn, không có khả năng, vị đại sư kia rất lợi hại, cái này tiểu nha đầu làm sao có thể đối phó vị đại sư kia đâu? Hừ, Chu Minh Triết hừ lạnh một tiếng, ánh mắt băng lãnh nhìn xem Kỷ Vân, Kỷ Vân trong lòng hơi hồi hộp một chút, sau đó nàng liền đỏ mắt, "Minh Triết, ta gả cho ngươi cha nhiều năm như vậy, ngươi thế mà thà rằng tin tưởng một ngoại nhân, cũng không tin ta. Kỷ Vân chỉ trích lời nói, để Chu Minh Triết lần nữa ghét bỏ nhìn nàng một cái, ngươi gả cho ta cha, vì cái gì không phải cha ta tiền cùng quyền sao? Chu Minh Triết lạnh lùng nói, hắn biết tất cả mọi chuyện, bằng không, hắn cũng sẽ không cùng Kỷ Vân không xa không gần ở chung, dù sao quan hệ giữa bọn họ không có tốt đến trình độ nào, hắn vẫn cho là, bọn hắn là nước giếng không phạm nước sông đâu, hiện tại, hắn mới biết được, Nguyên Lai like tại tiền cùng quyền phía trên, chẳng phải là cái gì? Huy. Không mờ, hắn tự nhận mình không có làm cái gì để Kỷ Vân sinh khí sự tình, cũng không có làm qua cái gì cho Kỷ Vân nói xấu nước sự tình, về phần nàng có phải là có thể cho lão đầu tử sinh đứa bé, hắn tự nhận cũng sẽ không quản, vì cái gì, vì cái gì Kỷ Vân muốn đối lấy hắn xuống tay? Chuyện gì xảy ra? Chu Hải vào cửa nhìn thấy Lục Mãn cùng Lục Lâm Hạo thời điểm, nhìn về phía Kỷ Vân, Kỷ Vân đỏ mắt, ủy khuất nhìn xem chu hải chu hải chau mày lão đầu tử ngươi sau nàng dâu muốn hại chết ta ngươi nói làm sao bây giờ a à? chu minh triết mặc kệ kỷ vân có phải là ủy khuất sinh khí hắn còn tức giận chứ hắn hảo hảo chẳng hề làm gì hơi kém bị người hại chết hắn không tức giận mới là lạ chứ nếu không phải hắn không đánh nữ nhân hắn đều muốn mạnh mẽ thu thập kỷ vân dừng lại nói nhăn gì đấy chu hải nghe được chu minh triết há mồm liền bắt đầu quát lớn chu minh triết ngươi mang theo cái này không đứng đắn người tới nhà làm gì đến lúc này các ngươi liền náo lên rồi chu hải mạnh mẽ trừng chu minh triết một chút sau đó đem đầu mâu nhắm ngay chu hải chu tiên sinh ta hộ khách là chu minh triết không phải ngươi cái gì gọi là không đứng đắn người lục mãn bị chu hải lời này khí cười a à, đúng vợ ngươi mang thai đổ vỡ, ngươi kinh hỷ hay không ý không ngoài ý muốn lục mãn nhìn thoáng qua kỷ vân phát hiện kỷ vân tướng mạo bên trên thế nhưng là tuyến đường nhiều rõ ràng lông mày tán loạn khóe mắt ngậm xuân đây là thủy tính dương hoa chi tướng cái gì chu hải nghe nói như thế sắc mặt lúc ấy liền biến kỷ vân thì là sờ lấy bụng lộ ra không dám tin thần sắc nàng không xác định mình trong bụng hài tử là ai nhưng là lúc này mang thai đối với nàng mà nói nhưng là một chuyện tốt ha ha Garo ga rô về sau còn có thể để cho nữ nhân mang thai lợi hại lục mãn thốt ra lời này lối ra kỷ vân sắc mặt soát một chút trắng rồi nàng không dám tin nhìn xem chu hải nàng gả cho chu hải nhiều năm một mực không có mang thai nàng vẫn cho là là thân thể nàng không tốt đâu về sau nàng đi bệnh viện kiểm tra thật nhiều lần bác sĩ nói không có vấn đề nàng đâu liền bắt đầu hoài nghi là chu hải lớn tuổi hạt giống này không được nàng nghĩ đến mượn giống thế nhưng là nàng không nghĩ tới chu hải thế mà buộc garo đầu này bên trên xanh xanh thảo nguyên lục không lục nguồn hố truyện hô chấm com lục mãn cười xấu xa nhìn xem chu hải ha ha nói nàng là không đứng đắn người chu tiên sinh cái này người a vẫn là đừng quá tự cho là đúng lục mãn lời này trực tiếp đem chu hải mặt mũi đều dẫm trên mặt đất chu hải bị lục mãn lời này chọc giận run rẩy nhưng là hắn cũng biết lục mãn là cái chân chính có bản lãnh người hắn buộc ga rô sự tình liền cha mẹ của hắn biết người khác cũng không biết lão đầu tử ngươi buộc ga rô rồi chu minh triết trợn mắt hốc mồm kinh hô một tiếng Chu Hải nghe được Chu Minh Triết xưng hô này, trừng mắt liếc hắn một cái, ta buộc Rô làm sao rồi? Chu Hải lạnh giọng nói, tiểu tử này, nếu không phải vì hắn, hắn làm sao lại buộc Rô? Chu Hải, vì cái gì? Kỷ Vân sờ lấy bụng, trên mặt kinh hỉ cũng thay đổi thành kinh hải, nàng sắc mặt tái nhợt nhìn xem Chu Hải, nàng biết, mình trong bụng hài tử không phải Chu Hải, cái gì vì cái gì? Lúc trước ngươi gả cho ta trước đó, ta đã cùng ngươi nói, ta nếu là không thể để cho ngươi sinh con làm sao bây giờ, ngươi nói, không thể vốn liền không sinh. Chu Hải lạnh lùng nói, nữ nhân này, lá gan không nhỏ, dám cho hắn đội nón xanh. Ha ha, lục mãn nhìn thấy hai người này chó cắn chó, nàng lần nữa lấy ra một tờ chỉ phù dán tại kỹ vân trên thân. Chu Hải, ta nếu là biết ngươi đang gạt ta, ta nói cái gì cũng sẽ không gả cho ngươi a. À. Kỷ vân thần sắc giữ tận nhìn xem Chu Hải, ngươi đều buộc rô, không thể để cho ta sinh con, ta gả cho ngươi làm gì? Cho ngươi làm bảo mẫu làm ấm giường sao? Kỷ Vân nói xong lời này, che miệng của mình, nàng rõ ràng không muốn nói. Chu Hải, ngươi không phải người, sớm biết, ta đã sớm hẳn là tìm nam nhân khác cho ngươi đội nón xanh, tốt nhất là 10 cái 8 cái, ta mới ba nam nhân, thua thiệt chết rồi. Kỷ Vân hoảng sợ lần nữa che miệng của mình, nàng dùng lực lắc đầu. Kỷ Vân, Chu Hải nâng tay lên, cuối cùng vẫn là không rơi xuống. Ngươi cái lão nam nhân, ngươi còn muốn đánh ta ta nếu không phải vì ngươi tiền cùng ngươi có quyền lợi ta vì cái gì như hoa niên kỹ gả cho ngươi ta chính là muốn chơi chết chu minh triết kia bắt con đến lúc đó chơi chết ngươi tiền của ngươi đều là ta kỷ vân thốt ra lời này lối ra nàng nước mắt lập tức đến rơi xuống chu hải nghe nói như thế lạnh lùng nhìn xem kỷ vân ánh mắt kia giống như là đối đãi một người chết đồng dạng kỷ vân trong lòng hơi hồi hộp một chút đừng nhìn chu hải bình thường rất dễ nói chuyện nhưng là thật chạm đến nàng ranh giới cuối cùng, hắn thật sẽ để cho người sống không bằng chết. Chương 171, cặm hạt dưa nhìn vỡ kịch, lục mãn nghe nói như thế, ở một bên vỗ tay, chu hải khí hận không thể có thế chơi chết lục mãn, bất quá nghĩ đến lục mãn bản lĩnh, hắn chỉ có thể đem tất cả lửa giận đều phát tiết tại kỹ vân trên thân. Ba. Một bàn tay đánh vào kỹ vân trên mặt, lúc trước ta nói rất rõ ràng, ta có lẽ không thể để cho ngươi sinh con, ngươi đây, luôn miệng nói chính là muốn gả cho ta, coi như không thể sinh con cũng không hối hận, hiện tại, hối hận, sớm làm gì đi, Chu Hải lời này, để kỹ vân khí cắn nát răng nhà, ta lúc đầu tưởng rằng ngươi cùng ta nói giỡn thôi, ai có thể nghĩ tới, nam nhân này thế mà buộc Garo a, à? ngươi cũng không nghĩ một chút, ta nếu là không buộc Garo, làm sao có thể chỉ có minh triết một đứa bé, Chu Hải tức hỗn hển nói, lục mãn thì là tại vừa ăn hạt dưa nhìn xem hí. Lục Lâm Hạo nhìn thấy nhà mình muội muội biểu hiện này, kéo ra khóe miệng, "Ngươi ăn sao?" Lục Mãn đem trong tay hạt dưa đưa cho Chu Minh Triết một chút, Chu Minh Triết nhìn thấy Lục Mãn trong lòng bàn tay hạt dưa, không biết vì cái gì, hắn đột nhiên có khẩu vị, vòng nên, trong lúc này một cái là hắn cha ruột, một cái là hắn mẹ kế, xem kịch cái gì, hắn mới là nhất không nên cái kia, thế nhưng là, tâm tình của hắn chính là rất tốt, có lẽ là hắn muốn nhìn đến Kỷ Vân bị trừng phạt đi dạng này lòng dạ rắn rết nữ nhân bởi vì tiền tài liền mưu hại tính mạng của hắn hắn có thể nói là vận khí của mình được không ngươi các ngươi chu hải nhìn thấy chu minh triết cùng lục mãn ở nơi đó gặm lấy hạt dưa uống nước nhìn xem hắn cùng kỷ vân cãi nhau thời điểm đáy lòng của hắn hỏa khí cọ một chút liền lên đến thủ đô có ngành đặc biệt chuyên môn quản những chuyện này lục mãn thản nhiên nói loại này sự kiện linh dị ngành đặc biệt sẽ quản chỉ cần báo cáo đi lên liền tốt chu minh triết ta đây giúp ngươi xử lý trên người ngươi vấn đề ngươi có thể tính tiền lục mãn không muốn ở chỗ này tiếp tục tiếp tục trì hoãn chu hải cùng kỷ vân hai người ở giữa chó cắn chó nàng nhìn xem cũng không có ý gì trái phải liền có chuyện như vậy không biết lục đại sư muốn cái gì chu minh triết cảm giác lục mãn dường như không muốn tiền ta đây muốn cái tiểu viện địa phương đâu ta hy vọng lựa chọn tại thanh lớn hoặc là thủ đô đại học bên kia lục mãn suy nghĩ một chút nói nàng cảm giác về sau đại ca nếu là muốn làm cái buôn bán nhỏ cái gì bên kia là lựa chọn tốt nhất đương nhiên bên kia phòng ở mặt đất hiện tại giá cả không cao không được nàng muốn bắt lấy tiền trong tay mua cái mặt đất dù là phòng ở phá không quan hệ a chỉ cần là có tại liền tốt về sau vạn nhất nếu là chinh cái gì chẳng phải kiếm được sao hô tuy cờ mờ đến lúc đó nàng có thể đều muốn phòng ở bao lớn viện tử chu hải nhịn không được xen vào nói nói nhà hắn không thiếu tiền nhưng là lục mãn nếu là công phu sư tử ngoạn hắn cũng sẽ không đáp ứng đại học bên cạnh viện tử hai tiếng ba tiếng đều có thể lục mãn giống như cười mà không phải cười nhìn xem chu hải nàng a cũng không phải loại kia công phu sư tử ngoạn người được chu minh triết không chút suy nghĩ trực tiếp điểm đầu đáp ứng không có đi mua ngay trái phải mệnh của hắn cũng đáng nhiều tiền như vậy ta chờ ngươi cho ta đưa khế nhà nói xong lục mãn mang theo lục lâm hạo rời đi Chu Minh Triết nhìn xem đang muốn chuồng em Kỷ Vân, ta tốt mẹ kế, ngươi vẫn là chờ cha ta nghĩ kỹ làm sao trừng phạt ngươi về sau, lại rời đi đi. Chu Minh Triết thốt ra lời này lối ra, Kỷ Vân sắc mặt trắng nhợt, nàng lúc đầu nghĩ thừa dịp cha con bọn họ hai cái không có chú ý nàng thời điểm, chuồng em đâu, nàng cũng biết, nếu là không thừa cơ chuồng em, có lẽ mệnh của nàng liền không gánh nổi, thế nhưng là bị Chu Minh Triết làm hỏng, đưa ngành đặc biệt đi thôi. Chu Hải suy nghĩ một chút nói coi như hắn không biết, hắn có thể nghe ngóng, ngươi tùy tiện, Chu Minh Triết không quan trọng nói, đối với lão đầu tử tính tình, Chu Minh Triết là biết đến rõ rõ ràng ràng, các ngươi vừa mới ra ngoài rồi, quý tử duệ không nghĩ tới hắn sáng sớm chạy tới, không thấy được lục mãn cùng lục lâm hạo, một mực chờ đến giữa trưa, mới nhìn đến huynh muội bọn họ hai cái, ừm, lục mãn nhìn thoáng qua quý tử duệ, xuất ra chìa khóa mở cửa, ngươi không phải có bên này chìa khóa sao, lục mãn tò mò hỏi, vì cái gì không trực tiếp mở cửa đi vào chờ lấy, các ngươi hiện tại ở chỗ này, ta trực tiếp đi vào không thích hợp, nguồn hố truyện hô truyên.com, quý tử duệ vừa cười vừa nói, không phải liền là ở chỗ này chờ một hồi sao, cũng không có gì, nha, lục mãn không quan trọng gật đầu, lục lâm hạo thì là nhìn thật sâu quý tử duệ một chút, hắn luôn cảm giác quý tử duệ tự hồ là đối nhà mình muội muội có tâm tư gì, nhưng là quý tử duệ bình thường cũng không có biểu hiện ra ngoài hắn quyết định tiếp tục quan sát xuống dưới, nếu là quý tử duệ thật đối nhà mình muội muội có ý tứ, vậy hắn liền cần hảo hảo cùng quý tử duệ tâm sự. Cha mẹ, gia gia nãi nãi, ta không được, ta sắp điên rơi. Một vệ hồng bắt lấy tóc của mình, mắt quần thâm nồng đều nhanh thành gấu trúc lớn, nàng hiện tại liền nghĩ mau sớm tìm người giúp nàng xử lý đi theo nàng quỷ nước, ngành đặc biệt bên kia không phái người đến, ngươi để chúng ta làm sao bây giờ? Một lão gia tử lạnh giọng nói, tại hắn biết nhà mình tôn nữ làm cái gì về sau hắn liền đối hài tử thất vọng đứa nhỏ này đã làm sai chuyện ngược lại là còn trách đến người ta đại sư trên thân nàng cũng không nghĩ một chút người ta đại sư là tốt như vậy đắc tội sao đại sư không có ra tay giáo huấn nàng đều là xem ở tử duệ cùng vệ đông trên mặt nàng còn không biết dừng gia gia một vệ hồng nghe được một lão gia tử không dám tin nhìn xem một lão gia tử gia gia chẳng lẽ không biết nàng ý tứ sao Nàng là hy vọng gia gia bọn hắn có thể đi mời Lục Mãn nữ nhân kia. Nàng đều nghĩ kỹ, đợi nàng trên người quỷ nước xử lý về sau, nàng liền hảo hảo hồi báo một chút Lục Mãn, để Lục Mãn không giúp đỡ. Trơ mắt nhìn nàng chịu tội, một vệ hồng, ngươi là một gia hài tử, một gia tại thủ đô có chút quyền lợi, nhưng là đây không phải ngươi ỷ thế hiếp người tư bản." Một lão gia tử lạnh giọng cảnh cáo nói, "Đứa nhỏ này bị bọn hắn làm hư, chính ngươi trêu chọc trở về đồ vật, chính ngươi thụ lấy." một lão gia tử cũng biết tôn nữ không có nguy hiểm tính mạng bằng không hắn đã sớm đi cầu lục mãn dù là để hắn đi quỳ cầu người hắn cũng sẽ không trơ mắt nhìn nàng đi mất mạng thế nhưng là nàng không có nguy hiểm nhiều lắm là chính là thụ một chút giáo huấn hắn cũng liền không như vậy sốt ruột vì cái gì một vệ hồng không dám tin nhìn thoáng qua trong phòng người nhà làm nàng nhìn thấy người nhà đều dùng kia lạnh lùng ánh mắt nhìn xem nàng thời điểm nàng bật thốt lên hỏi ra mình muốn biết nhất vấn đề vì cái gì, ngươi nói một chút ngươi, ngươi lần trước bởi vì tin tưởng bằng hữu của ngươi, bị người bán đi, ngươi bị lục mãn cứu, một lão gia tử lạnh lùng nói, lần trước sự tình, nàng không được đến giáo huấn sao, lần này ngươi lần nữa cùng bằng hữu của ngươi làm loạn, ngươi chẳng lẽ không biết sao, bình thường giả ngoại hoang vu mới đóng đất, phần lớn đều là ngôi mộ sao. Một lão gia tử hoài nghi lúc trước con dâu sinh tôn nữ thời điểm, không có đem đầu óc của nàng cho nàng sinh ra tới, bằng không, nàng làm sao giống như là không có đầu óc đồng dạng đâu. Chương 172, Hắc hóa lục tình, một vệ hồng thật không có chú ý nhiều như vậy, nàng lúc ấy chỉ là nhìn xem kia hoa đẹp mắt, ngươi không phải không nghĩ nhiều như vậy, ngươi là ỷ vào chúng ta có quyền thế, coi như ngươi gặp được phiền toái gì, trong nhà cũng có thế giải quyết cho ngươi, trong nhà cũng sẽ không bỏ rơi ngươi. Một lão gia tử lời này, giống như là trực tiếp vạch trần một vệ hồng đáy lòng chôn giấu sâu nhất ỷ vào, đợi nàng trên người sự tình giải quyết về sau, trực tiếp ném đến bộ đội đi. Một lão gia tử nói lần nữa, một vệ hồng một câu phản bác cũng không dám nói, về phần nàng ngay từ đầu dự định khóc trống giải quyết vấn đề sự tình, cũng bị nàng trực tiếp dằn xuống đáy lòng, nàng không dám, nàng lo lắng nếu là nàng khóc than náo, gia gia của nàng thật mặc kệ nàng, gia gia nếu là mặc kệ nàng, khi vấn đề của nàng liền càng thêm không có cách nào giải quyết, một vệ đông, ngươi cũng cho ta đi bộ đội đưa tin đi thôi một lão gia tử suy nghĩ một chút nói, hai đứa bé này đều nên nhận giáo huấn. chúng ta không sẽ giúp các ngươi một chút, các ngươi tại bộ đội thế nào, toàn bộ muốn dựa vào chính các ngươi. Một lão gia tử lúc nói lời này, nhìn thoáng qua con trai con dâu phụ, khi bọn hắn nhìn thấy một cha một mẫu hai người đều thời điểm gật đầu, một lão gia tử mới tính an tâm. Ba ngày sau, một vệ hồng trên người vấn đề giải quyết về sau, liền bị một lão gia tử ném đến bộ đội đi, mặc kệ một vệ hồng làm sao ầm ĩ, đều vô dụng, nàng vẫn là đi bộ đội, một vệ đông cũng không có chạy thoát, lục mãn là không biết những cái này, coi như biết, nàng cũng sẽ cười cười liền tiếp tục làm việc mình sự tình, mấy ngày nay, nàng mỗi ngày đều ra ngoài, không phải mua đưa cho phụ mẫu lễ vật, chính là nhìn xuống đất gia, đúng vậy, mặt đất, nàng chuẩn bị mua một chút củ nát tứ hợp viện, tốt nhất là không thể ở cái chủng loại kia, nàng chuẩn bị độn, chờ sau này có cơ hội, kiếm một món hời. Ở ngoài ngàn dặm, hồng kỳ đại đội, lục tình, đây là ngươi tìm đối tượng. Lưu chiêu đệ nhìn xem bị nữ nhi mang về cái này dáng dấp nhã nhặn tiểu tử, không khỏi kinh hô một tiếng. Bá mẫu, ta là thật tâm thích tiểu tình, mời các ngươi thành toàn. Sài quân trịnh trọng đối lưu chiêu đệ cùng lục kiến quốc nói, lục kiến quốc dò xét sài quân nửa ngày, nhà ngươi là chỗ nào? Lục kiến quốc nhìn xem sài quân không giống như là nông thôn hài tử, nhưng là nghĩ đến nhà mình khuê nữ thanh danh, tuy nói nhà mình khuê nữ cùng kia thanh niên trí thức sự tình không có huyên náo quá lớn nhưng là trong thôn cũng là có tin đồn thất thiệt người hắn hiện tại có chút bận tâm lo lắng sài quân nếu là biết khuê nữ làm sự tình có phải là sẽ không muốn hắn khuê nữ huy om bá phụ nhà ta là trấn trên xưởng may ta là xưởng may cán sự sài quân lễ phép nói hắn thích lục tình từ lần thứ nhất nhìn thấy lục tình hắn liền thích cái cô nương này ta là thật tâm thích tiểu tình cha mẹ ta cũng đáp ứng ta cùng tiểu tình sự tình sài quân có chút xấu hổ nói lục kiến quốc cứ như vậy nhìn xem sài quân hắn vẫn là không quá tin tưởng sài quân cái này sài quân phụ mẫu nếu là thật đáp ứng hai đứa bé hôn sự vậy tại sao bọn hắn không đến đâu để sài quân tự mình một người đến là có ý gì bá phụ thật có lỗi cha mẹ ta hôm qua vì mua cho ta tới nhà lễ vật vẫy một hồi bọn hắn hôm nay không thể tới sài quân nghĩ đến phụ mẫu hôm qua mua lễ vật thời điểm vẫy một hồi hắn không khỏi lộ ra lo lắng thần sắc lục tình đang nghe sài quân giải thích về sau rủ xuống tầm mắt sài quân là nàng dùng thật nhiều máu tươi mới đổi lấy về phần sài quân phụ mẫu thì là nàng đùa nghịch tiểu thủ đoạn mới không có để cho bọn họ tới ai bảo bọn hắn căn bản cũng không đáp ứng sài quân cưới nàng đâu nàng không muốn trở thành mẹ nàng bán nàng cho đại ca đổi nàng dâu đồ đần nàng chỉ có thể tự nghĩ biện pháp cũng may mắn bên người nàng tiểu quỷ hiện tại tác dụng so trước kia lớn dạng này a à, vậy chờ ngươi phụ mẫu tốt, để cha mẹ ngươi tìm người đến cầu thân đi. Lục kiến quốc trầm giọng nói, nữ nhi có thế cả đi, hắn so với ai khác đều cao hứng, hắn hiện tại chỉ lo lắng khuê nữ nện trong tay, được, xài quân mặt mày hớn hở gật đầu, chỉ cần bá phụ bá mẫu đáp ứng hắn cưới tiểu tình liền tốt, ngươi cùng lâm hạo lưu thêm một đoạn thời gian a. À. Quý tử duệ nhìn xem cổng bao lớn bao nhỏ hành lý lục lâm hạo, không thôi nhìn xem lục mãn nói, Lục Lâm Hạo thì là cố gắng thu nhỏ mình tồn tại cảm, khoảng thời gian này, hắn phát hiện thủ đô bên này người có quyền thế quá nhiều, lòng dạ hiểm độc người cũng quá nhiều, vì tiền cùng quyền, thật nhiều người thật chuyện gì đều có thể làm được, không được, ra tới thời gian không ngắn, Lục Mãn lắc đầu, ở lại chỗ này nữa, liền phải bị ngành đặc biệt bắt lấy, nàng mới không muốn vì đặc trợ bộ môn bán mạng chứ, có điều, nếu là ngành đặc biệt thật có cần, nàng cũng sẽ không buông tay mặc kệ tốt về sau gọi điện thoại cho ta quý tử duệ biết lục mãn là không thể không đi hắn cũng ngăn không được hắn chỉ có thể nhiều cùng lục mãn liên hệ nguồn hố truyện hô com được lục mãn nhìn thoáng qua thời gian quyết định lên xe ngươi trở về đi nói xong lục mãn dắt lấy nhà mình bao lớn bao nhỏ hành lý đại ca lên xe quý tử duệ đứng tại đứng trên đài không hề rời đi một mực chờ xe lửa khởi động về sau không nhìn thấy xe lửa cái bóng quý tử duệ mới quay người rời đi tiểu muội lần này chúng ta mang nhiều đồ như vậy về nhà cha mẹ có thể hay không thu thập chúng ta lục lâm hạo hiện tại là đối thủ đô một chút cũng không tốt kỳ khi nhìn đến thủ đô cùng quê quán khác nhau về sau hắn cảm giác vẫn là quê quán tốt tại thủ đô hắn tổng lo lắng cho mình không biết lúc nào liền đắc tội người tại gia tộc hoàn toàn không cần lo lắng mà lại tại gia tộc cũng không có nhiều người như vậy vì tiền cùng quyền lợi đi mưu hại người khác thu thập cũng không về phần ca ngươi nhìn, thủ đô bên này buôn bán rất nhiều, thi đại học cũng khôi phục, ngươi có muốn hay không về sau đến thủ đô phát triển, lục mãn không thích thủ đô, nhưng là đại ca đến thủ đô phát triển tuyệt đối là lựa chọn tốt nhất, nàng không hy vọng đại ca một mực lưu tại nông thôn, lưu tại nông thôn căn bản là không có gì phát triển tiền cảnh, không phải nói nông thôn không tốt, là nông dân không kiếm được bao nhiêu tiền, thủ đô rất tốt, lục lâm hạo nói xong lời này, dừng lại một chút, lập tức lộ ra một vòng cười khổ giống như là chúng ta loại lời này không quyền không thế, chúng ta tại thủ đô có thế có cái gì phát triển, đi ra ngoài một chuyến, tại kiến thức đến thủ đô phồn hoa về sau, hắn biết quyền thế tầm quan trọng, thế nhưng là, hắn cùng tiểu muội đều không quyền không thế, đại ca, ngươi có phải hay không quên muội muội của ngươi ta, lục mãn liếc mắt, nàng nhìn ra đại ca là muốn lưu ở thủ đô phát triển, chính là lo lắng sẽ thất bại, tiểu muội, ngươi không thích thủ đô. Lục Lâm Hạo nói trúng tim đen nói, lục mãn trực tiếp bỏ mình nàng quyết định để sau hãy nói trước tiên ở quê quán cho nhà mình đại ca chi cái quán nhỏ đi về phần đi thủ đô phát triển quá hai năm cũng hẳn là có thể một đường không nói gì hai người bình bình an an đến mục đích lục mãn cũng nhẹ nhàng thở ra nàng chỉ lo lắng tại trên đường này lần nữa gặp được phiền toái gì không nghĩ tới lần này bọn hắn cái gì cũng không có gặp được lục mãn không biết là vui mừng vẫn là tiếc nuối nói tóm lại tâm tình của nàng có chút phức tạp chính là, chương 173, hạ gia nháo quỷ, làm lục kiến nghiệp cùng Trần Tú Phương hai người nhìn thấy khuê nữ cùng nhi tử trở về về sau, bọn hắn lòng tràn đầy yêu thích, nhưng là bọn hắn cũng không nghĩ hai đứa bé bao lớn bao nhỏ đi tới trở về a à, cha mẹ, hai chúng ta thuê xe bò trở về, lục mãn vừa cười vừa nói, nàng không nghĩ tới có thế tại nhà ga bên kia hiện tại có người thuê xe, cứ việc chỉ là đơn thuần xe bò. Cái này cũng đầy đủ, các ngươi làm sao mua nhiều đồ như vậy? Trần Tú Phương nhìn xem trên mặt đất cái này bao lớn bao nhỏ đồ vật, Trần Tú Phương nhịn không được đau lòng quất thẳng tới khóe miệng, cái này hai hài tử, đi ra ngoài, liền cầm lấy tiền không làm tiền, mẹ, lúc này mới chỗ nào đến đó nghi a. À? Lục Mãn lấy lòng ôm lấy Trần Tú Phương cánh tay đang làm nũng, Lục Kiến Nghiệp thì là tại cùng Lục Lâm Hạo nói chuyện, đương nhiên, là Lục Kiến Nghiệp hỏi Lục Lâm Hạo tại thủ đô sự tình. Lục Lâm Hạo thì là tại cùng Lục Kiến Nghiệp nói bọn hắn tại thủ đô chuyện gì xảy ra, ngươi nha đầu này, Trần Tú Phương bất đắc dĩ ngồi sổn trên mặt đất mở ra bao bọc, làm nàng nhìn thấy điểm tâm, còn có rượu còn có quần áo vải vóc thời điểm, nàng nhịn không được nhíu mày, chủ yếu hơn chính là, cái này hai hài tử còn mua tận mấy đôi giày da, đây là bọn hắn dân quê có thế xuyên sao, còn có y phục kia, nhìn xem y phục kia, màu trắng đít thật lương áo sơ mi, còn có đây này tự áo khoác. Đây là bọn hắn có thế xuyên sao, chính yếu nhất chính là, cái này hai hùng hài tử thế mà còn mua quân dụng chủ quan, thứ này, là lúc này có thế xuyên sao, nha đầu chết tiệt kia, ngươi lần này là có tiền không có chỗ xài rồi, Trần Tú Phương nắm chặt lên lục mãn lỗ tai bắt đầu giáo húng đi lục mãn, lục mãn đau ôi ôi, đương nhiên, trang thành phần chiếm đa số, nhưng là không trang đau, nhà mình lão nương liền phải thật động thủ, Trần Tú Phương trừng lục mãn một chút, nàng cái này là mẹ chẳng lẽ còn có thế nhìn đoán không ra nha đầu này là trang sao, bất quá nghĩ đến đứa nhỏ này mua nhiều đồ như vậy, phần lớn đều là cho bọn hắn mua, nàng cũng liền không có ra tay độc ác, bằng không, nàng tuyệt đối sẽ hung hăng thu thập nha đầu này dừng lại, đúng, lục tình tìm cái trên trấn xưởng may đối tượng, đôi kia tượng dáng dấp không tệ, hơn nữa, còn là cán sự. Trần Tú Phương bỗng nhiên nghĩ đến đoạn thời gian trước lục tình đính hôn sự tình, trong nội tâm nàng nhịn không được có chút bận tâm, cái này lục tình vừa mới lưu đứa bé, làm sao bỗng nhiên ở giữa liền thông đồng cái trên trấn đối tượng đâu, mà lại, đôi kia tượng nhìn xem cũng không tệ lắm, nàng hiện tại có chút bận tâm, lo lắng lục tình có phải là dùng thủ đoạn gì, huy, cờ mờ, chỉ cần bọn hắn không đến quấy rầy chúng ta, mẹ, ngươi cũng đừng quản, lục mãn không biết lục tình đến cùng dùng thủ đoạn gì, nhưng là mặc kệ thủ đoạn gì, đều cùng bọn hắn không nhiều lắm quan hệ. Trái phải nàng không tới chọc giận nàng, Nàng cũng không nghĩ phản ứng nàng, ta là lo lắng nàng dùng cái gì bàn môn tà đạo thủ đoạn, liên lụy thanh danh của ngươi." Trần Tú Phương tức giận nói, "Lục Tình thế nào, cùng nàng có quan hệ gì? Nàng a, chỉ cầu Lục Tình không muốn ở không đi gây sự, liên lụy nhà mình khuê nữ, cái này cũng không tốt." "Mẹ, nàng nghĩ Liên Lụy ta, cái kia cũng phải có cơ hội." Lục Mãn bất đắc dĩ nói, "Chỉ cần hai người bọn họ không có liên hệ, chỉ cần Lục Tình không tìm đường chết." hẳn là không vấn đề gì quá lớn đương nhiên nếu là lục tình thật làm cái gì không thể tha thứ sự tình nàng cũng không lo lắng thanh danh của mình nàng cũng không thể nói nàng không nghĩ kết hôn đi tin tưởng nàng nếu là dám nói như thế đoán chừng nhà mình phụ mẫu đều có thể nhắc tới chết nàng nàng về sau đừng nghĩ thanh tịnh có điều cũng may mắn nhà nàng ca ca còn không có đối tượng không phải phụ mẫu liền đem tất cả lực chú ý đều thả nàng trên thân đương nhiên nàng cũng may mắn nguyên chủ ban đầu là đồ đần thân phận như vậy cũng làm cho thật nhiều người đứng xa mà nhìn cẩn thận cho thỏa đáng gần đây ta nhìn kia lục tình sắc mặt cùng ánh mắt đều không đúng khí chất trên người cũng không đúng trần tú phương không biết nên nói thế nào nàng luôn cảm giác lục tình trên thân giường như xảy ra chuyện gì chỗ không đúng nhà lục mãn gật gật đầu trái phải nàng mỗi ngày không phải ở nhà chính là ở nhà trên cơ bản cùng lục tình không gặp được cùng một chỗ nàng vẫn là đừng quản lục tình sự tình. Nàng hiện tại chỉ đang suy nghĩ cái gì thời điểm thuận tiện cho đại ca tại huyện thành mở tiểu điếm, không nói những cái khác, mở thịt kho cửa hàng vẫn là có thể. Nàng tự tin tự mình làm thịt kho mùi vị không tệ, lấy ra bán, hẳn là cũng có thể bán không ít tiền. Tiểu mãn, làng lập tức sẽ bao sản đến hộ. Lục kiến nghiệp đột nhiên nói, hắn nhận được tin tức, trên trấn đã quyết định bắt đầu thực hành, cũng không biết lúc nào đến phiên bọn hắn bên này, nhưng là nhanh bao sản đến hộ lục mãn nhíu mày đến lúc này a à, bao sản đến hộ hẳn là so hiện tại tốt nhiều lắm dù sao bao sản đến hộ mọi người động lực liền càng đầy về phần bao sản đến hộ chuyện sau này lục mãn cảm giác mọi người càng lo lắng chính là gia súc lúc này gia súc tầm quan trọng kia là không thể phủ nhận mặc dù bọn hắn trong thôn có máy kéo nhưng là cái này máy kéo cũng chỉ có thể tại cày bừa vụ xuân hoặc là ngày mùa thu hoạch thời điểm dùng trước kia là một cái làng an bài thế nào đều có thể Chờ bao sản đến hộ, cái này máy kéo còn có thể cày bừa vụ xuân ngày mùa thu hoạch thời điểm dùng sao? Nguồn hố truyện hotrin.com, đến lúc đó ai trước dùng, ai sử dụng sau này, cái này cũng khó mà nói. Cha, ngươi bây giờ chính yếu nhất chính là suy nghĩ máy kéo cùng gia súc đến lúc đó làm sao phân phối." Lục Mãn trầm giọng nói, nàng ngược lại là có thể nghĩ biện pháp mua gia súc, điều kiện tiên quyết là có thể mua được a, à, cái này gia súc cũng không tốt mua, thực sự không được, cha ngươi liền nghĩ nghĩ là không phải tư nhân có thế mua máy kéo, muốn lục mãn nói, máy kéo so gia súc dùng tốt, đáng tiếc, lúc này đại đội mua máy kéo đều không tốt bán, huống chi là người đâu, máy kéo là đừng nghĩ, ta vẫn là nghĩ biện pháp nghe ngóng nơi nào có bán con la a, à. lục kiến nghiệp trầm giọng nói, cái này gia súc, nhà bọn hắn đừng nghĩ phân đến, nhìn bọn hắn chầm chầm người nhiều như vậy, người một nhà cười cười nói nói ăn xong cơm tối, đều đi nghỉ ngơi đi, nửa đêm rạng sáng, đông trang hạ gia đột nhiên truyền đến anh hài tiếng khóc, qua oa oa, qua oa tiếng khóc để trong đó một cái phòng ba người bỗng nhiên mở mắt, khi bọn hắn nhìn thấy giữa không trung nổi lơ lửng một đứa bé bộ dáng hắc ảnh thời điểm, bọn hắn dọa sợ, nhất là cái này hạ gia lão hai người, lão bất tử, nạp mạng đi, ngay tại kia hài nhi vây quanh hai cái lão nhân xoay quanh thời điểm, một đạo giọng nữ vang lên, kia hai cái lão nhân dọa đến bỗng nhiên mở to hai mắt nhìn, không dám tin nhìn xem phương hướng âm thanh truyền tới. Tú Hồng, ngươi, ngươi không phải chết sao?" Hạ lão thái nghe được kia giọng của nữ nhân về sau, hét lên, nàng vừa nói xong, liền thấy phiêu ở giữa không trung cái kia hài nhi bộ dáng hắc ảnh lần nữa nở nụ cười, kia tiếng cười như chung bạc, nếu là đặt ở ban ngày, chuyện gì không có, nhưng là đặt ở nửa đêm, vẫn là một cái hắc ảnh đang cười, Hạ lão hai ngụm dọa đến hơi kém không có tè ra quần, về phần cái kia một mực không nói chuyện hạ đại sơn, thì là núp ở góc tường, không nói một lời. Chết lão bà tử, ta là chết a, à. chính là bởi vì ta chết rồi, ta hiện tại mới có cơ hội tới tìm ngươi a." À. Tú Hồng thanh âm vang lên lần nữa, nàng giọng điệu này bên trong mang theo một cổ âm trầm trầm ngữ khí, Hạ lão thái dọa sợ, nàng nắm lấy nhà mình lão đầu tử cánh tay không buông tay, Hạ lão đầu cũng dọa đến không dám nói lời nào. Chương 174, Lệ quỷ giết người, ngươi, ngươi muốn làm gì?" Hạ lão đầu ngoài mạnh trong yếu đối với Tú Hồng nói, Tú Hồng nghe được hạ lời của lão đầu âm trầm trầm tiếng cười lần nữa truyền đến, nàng vẫn luôn biết cái này người hạ gia không muốn mặc, nhưng là nàng không nghĩ tới bọn hắn có thế không muốn mặc đến loại tình trạng này, ta không muốn làm gì, ta chỉ muốn muốn mạng của các ngươi. Tú Hồng nói xong, duỗi ra thật dài ngón tay, nàng thân thủ chụp vào hạ lão thái, hạ lão thái trốn ở hạ lão đầu sau lưng còn bị bắt lấy, Tú Hồng nắm lấy hạ lão thái cổ, đem nàng túng ra tới, Tú, Tú Hồng, ta, sai hạ lão thái mặt mũi tràn đầy cầu khẩn nhìn xem tú hồng nói tú hồng thì là âm trầm trầm cười cái này mụ già đáng chết ban đầu là làm sao ngược đãi nàng nếu không phải nàng ngược đãi lời nói nàng làm sao lại thật sớm không có nữ nhi của nàng làm sao lại thật sớm không có không ngươi không sai tú hồng âm trầm trầm thanh âm vang lên dưới tay nàng cường độ cũng càng phát lớn hạ lão thái thì là bị bóc mắt trợn trắng tú hồng y nguyên không có buông tay thậm chí liên tâm mềm tâm tư đều không có đều là cái này mụ già đáng chết, nếu không phải nàng, nàng cùng nữ nhi làm sao lại chết, mà lại, nàng không phải là không thể sinh, là nàng nam nhân không phải nam nhân, tú hồng, ngươi, ngươi tha ngươi bà bà đi, hạ lão đầu nhìn thấy hạ lão thái tự hồ là sắp bị bóc chết, hắn cà lâm đối với con dâu cầu xin tha thứ, tú hồng thì là không nghe hắn, hạ lão đầu, ngươi đừng có gấp, chờ xuống ngươi liền đi bồi tiếp ta kia tốt bà bà đi, tú hồng lạnh giọng nói, nàng sẽ không bỏ qua bọn hắn ha 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 hài nhi tiếng cười vang lên lần nữa hạ lão thái thân thể mềm nhũng không có khí tức tú hồng tiện tay đem hạ lão thái ném ở một bên thân thủ bắt lấy một mực núp ở góc tường hạ đại sơn hạ đại sơn a à, ngươi nói ngươi muốn chết như thế nào tú hồng âm trầm trầm nhìn xem hạ đại sơn hạ đại sơn nhìn thấy máu me khắp người tú hồng thời điểm chớp mắt hôn mê bất tỉnh tú hồng thì là tại hạ đại sơn trên mặt nắm một cái hạ đại sơn trực tiếp đau tỉnh lại tú hồng ta sai ta cũng không dám lại hạ đại sơn dọa đến tè ra quần mùi nước tiểu khai tại trong gian phòng đó đặc biệt rõ ràng nhất là trong đêm tối càng thêm rõ ràng ha ha hạ đại sơn ngươi không sai huy cờ mờ tú hồng bóp lấy hạ đại sơn cổ nàng cái này bi thảm tuổi già đều là hạ đại sơn sai rõ ràng là hắn đồ chơi kia không có phát dục hết lần này tới lần khác nàng đem tất cả sai đều đẩy lên trên người nàng cuối cùng nàng bị người hạ gia tính toán nàng bị bọn hắn tìm đến người tròn phòng, có con, mang thai thời điểm, là nàng đời này hạnh phúc nhất thời điểm, nhưng khi hài tử sinh ra tới, là nữ hài thời điểm, hạ lão thái trực tiếp bóp chết nữ nhi của nàng, nàng hận không thể liều mạng với bọn họ, thế nhưng là, nàng vừa sinh hài tử, thân thể vốn là không có khôi phục, nàng nghĩ liều mạng với bọn họ đều không có cách nào, nhưng là nàng không nghĩ tới bọn hắn nhẫn tâm như vậy, thế mà sinh sôi ngược đãi chết nàng. Hạ lão thái thế mà không cho nàng cơm ăn, thậm chí liền nước bọt cũng không cho nàng uống, nói cái gì, nàng sinh cái bồi thường tiền hàng, nàng cũng không biết trong bụng của nàng hài tử không phải Hạ Đại Sơn. Hết lần này tới lần khác Hạ Đại Sơn còn làm ra một bộ làm người buồn nôn bộ dáng, nàng cứ như vậy sinh sôi chịu mấy ngày, không có, chết về sau, nàng mới biết được, Hạ Đại Sơn không thể sinh, trong bụng của nàng hài tử là bọn hắn tìm đến nam nhân, nguyên lai like không phải Hạ Đại Sơn hài tử cho nên hạ lão thái mới nhẫn tâm như vậy. tú hồng, ta sai, ta thật không dám, ta dập đầu cho ngươi nhận lầm. hạ đại sơn nói liền phải quỳ xuống, nhưng là tú hồng căn bản cũng không cho hắn cơ hội, móng tay thật dài trực tiếp mở ra bộ ngực của hắn, máu tươi lập tức chảy ra. a, à, tiếng kêu thảm thiết vang lên, tại cái này ban đêm đen kịt, hết sức rõ ràng, đông trang thật nhiều người ta nghe được động tĩnh tất cả đứng lên, nhất là hạ gia hàng xóm bọn hắn càng là bôi đen mặt xong quần áo liền ra tới, không muốn, hạ lão đầu nhìn thấy hạ đại sơn bị phá ra lồng ngực, hắn hét lên, hạ đại sơn, ta muốn nhìn tâm của ngươi là đỏ vẫn là đen, tú hồng âm trầm trầm thanh âm vang lên, về phần hạ lão đầu nói cái gì không muốn, thì là bị tú hồng không nhìn thẳng, nàng tại hạ đại sơn ánh mắt sợ hãi dưới, một cái túng ra hạ đại sơn trái tim, nhìn xem còn thẳng thắng nhảy trái tim, tú hồng cười lạnh một tiếng, nguyên lai máu của ngươi không phải đen, tâm cũng không phải đen a. À. Nói xong, nàng trực tiếp đem trong tay trái tim vứt trên mặt đất. Hạ Đại Sơn không có hô hấp, hạ lão đầu nhìn thấy chết thảm vợ con, thần sắc hắn oán độc nhìn xem tú hồng quỷ hồn. Tú hồng nhìn xem hạ lão đầu ánh mắt quán độc kia, cười, hạ lão đầu, cái này hạ gia nhất âm tàn, mượn giống không phải ngươi đề nghị sao, muốn nói tại hạ gia, nàng hận nhất là ai, là hạ lão đầu, mượn giống rõ ràng là bọn hắn một nhà thương lượng, nàng bị mơ mơ màng màng, mãi cho đến chết cũng không biết, ngươi cũng đi bồi tiếp bọn hắn đi thôi. Nguồn hố truyện hô com, nói xong, nàng lần nữa mở ra hạ lão đầu lồng ngực, ta cũng muốn nhìn ngươi một chút tâm là đen là đỏ. Nói xong, hạ lão đầu lồng ngực bị mở ra, hạ lão đầu thần sắc hoảng sợ nhìn xem tú hồng, hắn liền kêu thảm đều quên, hắn cứ như vậy nhìn xem tú hồng mở ra bộ ngực của hắn, cầm ra trái tim của hắn, không muốn, ở trái tim bị tú hồng nắm ở trong tay, hắn lấy lại tinh thần, kêu thảm một tiếng, tú hồng câu lên khóe môi, lộ ra một vòng âm trầm nụ cười, tại hạ lão đầu ánh mắt hoảng sợ dưới, túng ra tới, hắn cũng không có khí tức, nhìn xem chết thảm một nhà ba người, tú hồng cười, trên mặt nàng lộ ra thoải mái thần sắc, bé ngoan, nương báo thù cho ngươi, tú hồng nhìn xem trôi nổi ở giữa không trung nữ nhi linh hồn, nhìn xem chết thảm một nhà ba người, nàng lần nữa cười, không đúng, linh hồn của các ngươi vẫn còn ở đó nhìn xem từ trong thi thể trôi nổi ra tới linh hồn, tú hồng một cái một cái, bắt lấy ba cái người linh hồn, nhét vào miệng bên trong, đầu thai cơ hội cũng đừng muốn. Nói xong, tú hồng ôm lấy nữ nhi rời đi, về phần chết thảm hạ gia ba miệng, tú hồng thì là nhìn cũng chưa từng nhìn một chút, nàng cứ như vậy rời đi. Hạ gia hàng xóm không thấy được tú hồng linh hồn rời đi, bọn hắn gõ nửa ngày hạ gia cửa, hạ gia không có bất kỳ thanh âm gì, chúng ta không được vào xem một chút đi. Cái này ngủ được lại chết, bị bọn hắn như thế gõ cửa cũng nên tỉnh a, à. vừa nghĩ tới vừa mới tiếng kêu thảm thiết. Tất cả mọi người không yên lòng, cứ việc thật nhiều người đều chướng mắt Hạ gia một nhà ba người, nhưng là mọi người vẫn là sẽ không trơ mắt nhìn Hạ gia người một nhà đi chịu chết. Leo tường, trong đám người vây xem một đạo trung niên thanh âm vang lên, cái này trung niên chính là Đông Trang đại đội trưởng, hắn cùng Hạ gia cách xa nhau không xa, nghe được động tĩnh, hắn cũng tới. Được rồi, hai người trẻ tuổi hứng thú bừng bừng leo tường đi vào bọn hắn đi vào về sau mở ra hạ gia đại môn đám người cũng đi vào đông trang đại đội trưởng cầm trong tay đèn pin hắn mang theo người vào nhà khi hắn nhìn thấy chết thảm hạ gia ba nhân khẩu thời điểm hắn biến sắc về phần hắn là làm sao biết cái này một nhà ba người đều không có cái này còn phải nói sao hai cái lồng ngực đều bị mở ra trái tim đều trên mặt đất đâu một cái khác nằm trên mặt đất không nhúc nhích a à, cùng lên đến đám người nhát gan lập tức kêu thảm lên. Chương 175, lệ quỷ báo thù tiếp tục, đại đội trưởng nhìn thấy hạ gia cảnh tượng này, cũng không nhịn được cảm giác tê cả da đầu, cái này hạ gia đến cùng là chuyện gì xảy ra, làm sao một nhà ba người đều không có, nhìn thấy cái này một nhà ba người hình dạng, đại đội trưởng hơi kém không có co quắp ngồi dưới đất, tìm hai người, đi trên trấn tìm công an, báo án, đại đội trưởng đè xuống đáy lòng sợ hãi, lạnh giọng nói, chuyện này, không gạt được cùng nó bị người ở sau lưng nói này nói kia không bằng trực tiếp chính bọn hắn đi báo án dạng này mặc kệ là nguyên nhân gì đưa tới hạ gia một nhà ba người bị giết sự tình đều có thể có tốt hơn giải thích không phải nghĩ hiện tại đồng dạng đè ép báo cáo bổ túc bổ sung án đội trưởng ta đi hai cái gan lớn nhấc tay nói dạng này sự tình sao có thể không báo án nơi này đều ra ngoài không muốn vào đến tất cả mọi người trong sân chờ công an đi đại đội trưởng may mắn bọn hắn không tiến vào hắn nhưng là biết công an tra án là muốn điều tra hiện trường thế nhưng là bọn hắn nhiều như vậy người đều vào nhà cũng không biết có phải hay không là sẽ chịu ảnh hưởng cái gì công an nghe được thôn dân báo án mở to hai mắt nhìn bọn hắn làm sao cũng không có nghĩ đến bọn hắn sẽ nghe được tin tức như vậy một nhà ba người bị giết trong đó hai nam nhân tâm đều bị lôi ra ngoài vứt trên mặt đất nghĩ cũng biết hiện trường này nên khốc liệt đến mức nào Nghĩ tới đây, bọn hắn không khỏi mở to hai mắt nhìn, bọn hắn từ khi lên làm công an vừa đến, cho tới bây giờ chưa từng gặp qua dạng này sự tình đâu. Công an đồng chí, chúng ta cũng là nghe được kêu thảm, liền đi qua, gõ cửa không có động tĩnh, rơi vào đường cùng, chúng ta có người nhảy tường đi vào, vào nhà liền thấy chết thảm ba người. Thôn dân cười khổ một tiếng nói, trong thôn ra dạng này sự tình, còn không biết có phải hay không là sẽ ảnh hưởng thôn xóm bọn họ thanh danh đâu. Nhưng là bất kể như thế nào, bọn hắn đều muốn giải thích rõ ràng, không phải, thôn xóm bọn họ liền xong, đi, chúng ta đi qua nhìn một chút đến cùng là chuyện gì xảy ra. Công an mang theo công cụ còn có vũ khí liền đi, cái này thăm dò hiện trường, bọn hắn nhất định phải tự mình đến hiện trường, về phần chuyện này ảnh hưởng, bọn hắn hiện tại cũng không biết là tình huống như thế nào. Cha, ngươi nói cái gì? Lục Mãn nghe được Lục Kiến Nghiệp về sau, mở to hai mắt nhìn cái gì gọi là đông trang bên kia chết một nhà ba người, trong đó hai nam nhân tâm bị móc ra vứt trên mặt đất, một cái khác bị bóc chết rồi, đây là có người phạm tội trả thù, vẫn là lệ quỷ trả thù, huy. C không M, lục mãn hiện tại không rõ ràng, có điều, nàng cần mau mau đến xem, thật sự là lệ quỷ, nàng nhất định phải đi đem kia lệ quỷ bắt được, mặc kệ là nguyên nhân gì đưa tới, kia lệ quỷ không thể lưu, không phải, đối phương đánh mất lý trí về sau, chờ đợi bọn hắn còn không biết là cái gì đây, Tiểu Mãn, ngươi đừng đi lẫn vào cái này sự tình. Lục Kiến Nghiệp nhìn thấy khuê nữ dường như chuẩn bị đi qua thời điểm, hắn lắc đầu, hiện tại không xác định là hắn giết vẫn là cái gì khác, ngươi đi điều tra ra vấn đề, nói thế nào? Lục Kiến Nghiệp lo lắng đông trang những người kia không tin Lục Mãn, còn có chính là, chuyện này công an nhúng tay, trên trấn công an nếu là tìm không thấy hung thủ, huyện thành công an sẽ tới, hết thảy chờ công an tới lại nói tốt a à, vậy ta liền không đi lục mãn nhìn thấy nhà mình lão cha xác thực không đồng ý nàng đi qua nàng cũng liền không đi trái phải đông trang bên kia chỉ cần là không tái phát sinh cái gì nàng liền sẽ không quản nếu là lại phát sinh cái gì thảm án nàng liền mau mau đến xem ai thân là thiên sư liền điểm ấy không tốt gặp được sự tình mặc kệ không được đông trang hạ gia công an bên kia điều tra nửa ngày cũng không có điều tra đến cái gì hữu dụng tình huống rất về phần bọn hắn tại hiện trường đều không tìm được cái gì hữu dụng chứng cứ rơi vào đường cùng bọn hắn cũng chỉ có thể trước tiên đem hạ gia ba miệng thi thể mang về tại trang cũng chính là tú hồng nhà mẹ đẻ tú hồng nhà mẹ đẻ cũng nghe nói hạ gia sự tình bọn hắn nghe nói về sau cũng không có đem cái này sự tình để ở trong lòng tú hồng nhà mẹ đẻ chị dâu vu đại hải nàng dâu nghe nói cái này sự tình về sau luôn có loại tâm tình bất an mẹ hạ gia sự tình ngươi nghe nói không Vu đại hải nàng dâu nhìn xem bà bà tại lão thái có chút không yên nói, tại lão thái nhìn con trai cả nàng dâu một chút, nghe nói, chết thì chết chứ sao, tại lão thái ghét bỏ nói, cái này hạ gia quá không phải thứ gì, khuê nữ chết rồi, nàng đi yếu điểm nhi bồi thường bọn hắn cũng không cho, mẹ, ngươi nói bọn hắn chết thảm như vậy, có phải hay không là tú hồng không cam tâm, đi trả thù rồi, Vu đại hải nàng dâu thanh âm có chút run rẩy nói, nàng thế nhưng là nghe nói, cái này hạ đại sơn cùng hạ lão đầu tâm đều bị móc ra, muốn thật sự là cô em chồng quỷ hồn đi trả thù, vậy bọn hắn nhà có thế tốt sao, ngươi nói nhăn gì đấy, nguồn hố truyện hô com, tại lão thái nghe được vu đại hải nàng dâu về sau, cho nàng một bàn tay, lão đại này nàng dâu, mù nghĩ gì thế, làm sao có thể, cái này kia nha đầu chết tiệt kia đều chết rồi, làm sao có thể đi trả thù, ngươi nếu là nhàn rỗi không chuyện gì, hôm nay liền đi gánh phân, tại lão thái nói xong, quay người trở về phòng, Vu Đại Hải nàng dâu nhìn thấy bà bà đi, nàng bất đắc dĩ thở dài, không biết vì cái gì, nàng chính là có loại là cô em chồng đi trả thù hạ gia đi, không phải, ai cùng hạ gia có thù a, lập tức đem bọn hắn một nhà ba miệng đều chơi chết, có điều, bà bà không tin, Vu Đại Hải nàng dâu cũng chỉ có thể đem phần này bất an để ở trong lòng. Ban đêm, tại trang tú hồng nhà mẹ đẻ, "Cha, mẹ, các ngươi thật là lòng dạ độc ác a." Tú Hồng mang theo nữ nhi nửa đêm đi vào nhà mẹ để phụ mẫu gian phòng, nàng tung bay ở phụ mẫu đầu giường đặt gần lò sưởi phía trước, âm trầm trầm thanh âm tại cái này nửa đêm vang lên, vu lão đầu tại lão thái lập tức mở mắt, khi bọn hắn nhìn thấy trôi nổi ở giữa không trung máu me khắp người Tú Hồng thời điểm, bọn hắn thét lên một tiếng, ngồi dậy, ngươi, ngươi cái nha đầu chết tiệt kia, ngươi không phải chết sao, tại lão thái nhìn thấy nữ nhi thời điểm, trong đầu ý niệm duy nhất chính là, cái này nha đầu chết tiệt kia là đến báo thù bọn hắn đến đúng vậy a à, ta chết rồi tú hồng âm trầm trầm thanh âm vang lên lần nữa chết rồi nàng mới biết được nguyên lai nàng tại phụ mẫu trong lòng một chút địa vị đều không có thậm chí nàng chết rồi phụ mẫu liền một giọt nước mắt đều không có rơi nghĩ đến phụ mẫu đem nàng bán cho hạ đại sơn về sau cuộc sống của nàng qua có bao nhiêu thảm nghĩ đến hạ đại sơn không phải nam nhân còn ngược đãi nàng nghĩ đến nàng tươi sống bị chết đói đây hết thảy đều là cha mẹ của nàng mang cho nàng, nếu là cha mẹ của hắn có một chút lương tâm, tại nàng bị hạ gia khi dễ thời điểm, bọn hắn có thể giúp một chút nàng, có lẽ nàng cùng hài tử cũng sẽ không chết, ngươi chết còn tới làm gì?" Vu lão đầu lạnh giọng a ăn nói, Tú Hồng nghe nói như thế, cười, "Ta trở về trả thù các ngươi a." Tú Hồng nói xong, duỗi ra móng tay thật dài, "Hạ Đại Sơn tâm là đỏ, ta muốn nhìn các ngươi một chút tâm là đen vẫn là đỏ." tú hồng trên người sát khí bỗng nhiên bộc phát lên, vừa nghĩ tới phụ mẫu là thế nào đối đãi nàng, vừa nghĩ tới nàng cùng nữ nhi chết thảm, phụ mẫu không chỉ là không có giúp nàng báo thù, bọn hắn thậm chí liền trách tội hạ gia một câu ý tứ đều không có, cốt A, kỳ thật bọn hắn trách tội hạ gia, trách tội hạ gia không cho bọn hắn bồi thường, về phần nàng cùng nữ nhi, tại tấm lòng của cha mẹ bên trong, liền trong nhà một con gà cũng không sánh nổi, chương 176, lại giết ba người. Vu lão đầu nghe được tú hồng, nhìn xem tú hồng kia móng tay thật dài, lại nhìn thấy tú hồng kia cư trú tựa hồ là chuẩn bị động thủ thời điểm. Hắn lạnh giọng nói: đúng vậy a, à, ngươi là cha ta. Tú hồng nghe nói như thế, khóe mắt chảy ra huyết lệ. Cái này chính là mình cha ruột nương. Bọn hắn chỉ muốn từ trên người nàng đạt được chỗ tốt. Lúc trước vì mấy chục khối tiền, bọn hắn trực tiếp đem nàng bán đi. Cái này bị bán đi nữ nhi, tại nhà chồng có thế quá cái gì tốt thời gian căn bản liền không ngẩng đầu được lên bây giờ suy nghĩ một chút nàng lúc trước thật là quá ngu nàng còn tưởng rằng phụ mẫu làm sao cũng đối với nàng có một chút tình cảm đâu tại nàng chết về sau nàng mới biết được phụ mẫu đối nàng căn bản là không có gì tình cảm nghĩ tới đây tú hồng trên mặt thần sắc càng thêm khó coi ta chết rồi cũng coi là hoàn lại các ngươi sinh ân nhưng là ta chết thảm nữ nhi của ta cũng chết thảm các ngươi a à, nhất định phải vì nữ nhi của ta đền mạng nói xong Tú Hồng mở ra vu lão đầu lồng ngực, tại lão thái kêu thảm một tiếng, vu đại hải vu tiểu hải hai huynh đệ cái tất cả đứng lên, bọn hắn nghe được động tĩnh liền thức dậy, bọn hắn cúng quyết chạy đến phụ mẫu gian phòng, cha mẹ, vu đại hải vu tiểu hải không hẹn mà cùng hô một tiếng, đại hải, tiểu hải, chạy mau, tại lão thái nghe được hai cái thanh âm của con trai về sau, hoảng sợ đối ngoài cửa hai đứa con trai nói, vu đại hải cùng vu tiểu hải hai người liếc nhìn nhau, bọn hắn bỗng nhiên phá tan nhóm. Bọn hắn liền thấy, bọn hắn cha ruột nằm trong vũng máu, mẹ ruột của bọn hắn ngồi liệt tại trên giường, dọa đến thân thể giống như là rung khang đồng dạng. "Cha, mẹ." Vu Đại Hải nhìn thấy cha ruột nằm trong vũng máu, hắn cái gì cũng không đoái hoài tới, trực tiếp xông tới. "Ha ha ha, các ngươi đều đến, vậy thì thật là tốt, tỉnh ta từng cái đi tìm các ngươi." Tú Hồng nhìn thấy đại ca nhị ca thời điểm, âm trầm trầm thanh âm vang lên lần nữa, trên người nàng sát khí càng phát nghiêm trọng nhất là lần nữa giết cha ruột về sau, trên người nàng sát khí dường như liền hơi không khống chế được, tú hồng hai mắt cũng đỏ, nhìn thấy đại ca nhị ca, nàng liền nhớ lại đến chính mình cái này bi thảm cả đời, nghĩ đến nàng trước kia bị đánh về nhà ngoại, muốn để nhà mẹ đẻ cho nàng chỗ dựa thời điểm, đại ca nhị ca nói lời, tú hồng hận không thể ăn bọn hắn, chạy mau. Tại lão thái nhìn thấy Tú Hồng tự hồ là chuẩn bị đối hai đứa con trai động thủ, nàng lần nữa đối hai đứa con trai quát, Vu Đại Hải Vu Tiểu Hải hai huynh đệ cái nhìn thấy lão nương sắc mặt tái nhợt nhìn xem phía sau bọn họ thời điểm, huynh đệ bọn họ hai cái rốt cục phát giác được chỗ không đúng, bọn hắn quay đầu, liền thấy máu me khắp người thân muội muội, nha đầu chết tiệt kia, ngươi không phải chết sao? Huy, cờ mờ, Vu Đại Hải nhìn thấy Tú Hồng thời điểm, trong đầu ý niệm đầu tiên chính là, kia nha đầu chết tiệt kia không phải chết sao? Chết a, à, ta mang theo hài tử tới tìm các ngươi báo thù đến, bán tiền của ta, tiêu lấy dễ chịu sao tú hồng càng là nghĩ đến cuộc sống trước kia nàng đối nhà mẹ để oán hận càng phát nghiêm trọng nàng hai mắt càng đỏ anh 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 thanh âm của trẻ nít vang lên tú hồng đỏ bừng hai mắt cuối cùng khôi phục một chút lý trí nàng nhìn về phía nữ nhi ai da đến đương bên này nương để ngươi xem một chút ngươi mổ mổ ông ngoại còn có hai cái cửu cửu tâm là đen vẫn là đỏ nàng thốt ra lời này lối ra vu đại hải vu tiểu hải hai người bỗng nhiên vứt xuống cha ruột thi thể liền phải ra bên ngoài chạy, bọn hắn cũng không dám cùng Tú Hồng đối đầu, Tú Hồng nếu là người sống, bọn hắn đương nhiên là không sợ, nhưng là Tú Hồng là quỷ a, vẫn là lệ quỷ, đều có thể giết người, bọn hắn làm sao có thể không sợ? Ha ha, các ngươi muốn chạy? Tú Hồng kinh bỉ nhìn xem hai người ca ca, bọn hắn muốn chạy, đừng nằm mơ, kia là không thể nào sự tình, nàng còn chưa có báo thù đâu, làm sao có thể bỏ qua bọn hắn đâu? Phụ mẫu cùng hai người ca ca đều phải chết. Về phần vợ con của bọn họ, Tú Hồng bây giờ còn chưa nhớ tới, Vu Đại Hải nàng dâu phát giác được không thích hợp, lặng lẽ ôm lấy hài tử, trộn chạy ra ngoài, Tú Hồng lúc này lòng tràn đầy nghĩ đều là phụ mẫu cùng hai người ca ca, căn bản liền không có quản người khác, nếu không, Vu Đại Hải nàng dâu cũng không có cách nào mang theo hài tử đi ra ngoài. Vu Đại Hải nàng dâu chạy sau khi đi ra ngoài, trong lúc nhất thời có chút mờ mịt, nàng không biết nên tìm ai, bỗng nhiên ở giữa nàng nghĩ đến hồng kỳ đại đội lục mãn nàng nghe nói lục mãn bản lĩnh rất lớn nàng muốn đi tìm lục mãn không phải nàng cùng hai đứa bé đều không sống được vu đại hải nàng dâu không nói những cái khác nàng đối hai đứa bé là thật tốt mặc kệ là khuê nữ vẫn là nhi tử nàng xem như đối xử như nhau cũng chính bởi vì dạng này nàng mới ôm lấy hai đứa bé chạy vu tiểu hải nàng dâu thì là không có vu đại hải nàng dâu cơ linh nhưng là nàng tại phát giác được không thích hợp thời điểm nàng ôm lấy con độc nhất chạy, về phần khuê nữ, trực tiếp bị nàng quên ở sau đầu, a à, tiếng kêu thảm thiết vang lên, vu đại hải chân gãy, tiểu muội ta sai, vu đại hải trực tiếp nhận lầm, hắn còn không có sống đủ đâu, hắn không muốn chết, nguồn hố truyện hô truyền chấm com vu tiểu hải thì là muốn trộm trượt, nhưng là hắn phát hiện, hắn chạy thế nào, đều ra không được cửa, ha ha, ta nếu là không nghĩ để các ngươi rời đi gian phòng này, các ngươi một cái cũng chạy không thoát. Tú Hồng nhìn thấy nhị ca biểu hiện về sau, cười, kia âm trầm trầm thanh âm, để vu đại hải vu tiểu hải còn có tại lão thái đều rùng mình một cái, vì cái gì, vì cái gì Tú Hồng chết rồi, thế mà có thế tìm bọn hắn báo thù, ngươi lại không phải chúng ta giết chết, ngươi hẳn là đi tìm lão hạ gia báo thù, vu tiểu hải cũng không biết chỗ nào đến dũng khí, hắn trực tiếp đối Tú Hồng giải thích, Tú Hồng nghe nói như thế, ha ha, yên tâm, các ngươi rất nhanh đều muốn đi bồi tiếp bọn hắn thốt ra lời này lối ra, vu đại hải vu tiểu hải hai huynh đệ cái lần nữa rùng mình một cái, ta là ngươi anh ruột, vu tiểu hải toàn thân run rẩy đem mình co lại thành một đoàn, ta cũng là ngươi thân muội muội a, à. ngươi không phải trơ mắt nhìn ta bị bán đi sao, ngươi không phải trơ mắt nhìn ta bị đánh về sao, ngươi nói ta không phải vu gia người sao, tú hồng nghĩ tới đây, nàng kia tinh hồng hai mắt dường như càng thêm đỏ, nàng duỗi ra móng tay thật dài, mở ra vu tiểu hải quần áo trên người, ngươi nói, ta là trước hết giết các ngươi ai tốt đâu, tú hồng âm trầm trầm thanh âm vang lên, vu đại hải vu tiểu hải tại lão thái bọn hắn không hẹn mà cùng lần nữa run run người, các ngươi đã như vậy thích bán khuê nữ, vậy các ngươi đừng mong muốn kiếp sau, hạ gia một nhà ba người quỷ hồn đều bị ta ăn, các ngươi cũng đi bồi tiếp bọn hắn đi thôi, nói xong, tú hồng mở ra vu đại hải lồng ngực, đem hắn tâm cũng túng ra tới, ha ha, tâm của ngươi nguyên lai cũng là đỏ a. À. Nói xong, nàng lần nữa mở ra vu tiểu hải lồng ngực vu tiểu hải sợ hãi nhìn xem tú hồng tú hồng nhìn xem vu tiểu hải lộ ra một cái âm trầm trầm nụ cười các ngươi hoa lúc trước bán đi tiền của ta các ngươi lúc trước cùng cha mẹ nói cái gì đem ta bán cho giá cả cao người ta hiện tại các ngươi đều bồi tiếp ta cùng ngoan ngoãn đi nói xong vu tiểu hải trái tim cũng bị tú hồng túng ra tới về phần tại lão thái thì là dọa đến tiểu tại trên giường trong phòng mùi nước tiểu khai đặc biệt rõ ràng không đợi Tú Hồng lần nữa mở ra tại lão thái lòng ngực đâu, tại lão thái dọa nước tiểu về sau, hai mắt hoảng sợ nhìn xem Tú Hồng giết chết mình hai đứa con trai về sau, nàng há to miệng, hù chết. Chương 177, cầu tới cửa. Tú Hồng nhìn thấy tại lão thái hù chết, nàng hừ lạnh một tiếng, quay người rời đi, về phần đại ca nhị ca nhà vợ con, nàng không có ý định động đến bọn hắn, nàng hiện tại còn có như vậy một tia lý trí, hài tử là hảo hài tử nhưng là đại nhân có phải là hảo đại nhân liền không nhất định đông 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 nửa đêm lục gia đại môn bị gõ vang vu đại hải nàng dâu ôm lấy hai đứa bé ánh mắt bên trong mang theo thần sắc sợ hãi lục gia hiện tại là nàng đường ra duy nhất nếu không phải chút điểm này chống đỡ lấy nàng nàng đã sớm mệt nằm xuống dù sao nàng là cổng hai đứa bé ra tới hai đứa bé tuy nói đều không quá lớn nhưng là hai đứa bé phân lượng cũng không nhẹ ai vậy lục kiến nghiệp nghe được tiếng đập cửa thanh âm còn vội vã như vậy, hắn tưởng rằng nhà ai người chết báo tan đâu, dù sao cái này không có gì việc gấp, cái này tiếng gõ cửa sẽ không vội vã như vậy gấp rút, hắn hất lên quần áo liền ra tới, Trần Tú Phương cũng lo lắng xảy ra chuyện gì, liền theo ra tới, trong tay nàng còn cầm cái dầu hỏa đèn, lục mãn cũng nghe đến động tỉnh lên, nàng mặc quần áo xong, nàng lo lắng là người trong thôn, ngươi là... Lục kiến nghiệp mở cửa nhìn thấy một cái thân hình chật vật, quần áo trên người đều là loạn xuyên hắn không biết cái này co quách ngồi dưới đất chật vật nữ nhân nhất là nàng còn mang theo hai đứa bé về phần hắn là làm sao thấy được đương nhiên là trần tú phương dẫn theo dầu hỏa đèn tới thời điểm hắn mới nhìn rõ ràng lục đội trưởng ta là tại trang ta cha mẹ chồng cùng nam nhân xảy ra chuyện vu đại hải nàng dâu sau khi nói đến đây nước mắt lập tức đến rơi xuống nhìn thấy cảnh tượng này lục kiến nghiệp nhíu mày xảy ra chuyện ngươi hẳn là đi tìm các ngươi đội trưởng a hắn cũng không phải tại trang đội trưởng, hắn đi qua tính làm gì, thế nhưng là, thế nhưng là, thôn chúng ta đội trưởng quản không được a. À? Vu đại hải nàng dâu khóc nói, cái này nếu là thôn bọn họ đại đội trưởng có thế quản, nàng có thế đến lục kiến nghiệp nhà sao, nàng là đến tìm lục đại sư a, à? ngươi là tới tìm ta, huy, cờ mờ, một mực không nói chuyện lục mãn nhìn thấy nữ nhân kia bộ dáng chật vật, còn có đáy mắt kia thần sắc sợ hãi. Tăng thêm cái này nữ nhân trên người âm khí, ôm nhu hỏi không cần hỏi đều biết nữ nhân này hẳn là gặp được quỷ lục đại sư cứu mạng vu đại hải nàng dâu nghe được lục mãng về sau ông lấy một đứa bé cõng một đứa bé trực tiếp leo đến lục mãng trước mặt quỳ trên mặt đất đối lục mãng dập đầu ngươi đứng lên trước đi lục mãng đem người lôi dậy nữ nhân này chật vật như vậy trong nhà hẳn là xảy ra chuyện không phải sẽ không mang theo hài tử ra tới mà lại cái này nữ nhân quần áo trên người cũng không mặc tốt cứ như vậy ra tới cũng may mắn hiện tại là ban đêm, bằng không, còn không biết có bao nhiêu người sẽ đối nữ nhân này chỉ rõ đây này, đại sư, vang cầu ngươi, cứu mạng A, à. Vu đại hải nàng dâu lúc này cũng không đoái hoài tới cái gì, nàng đầy trong đầu đều là hy vọng lục mãn có thế đi trong nhà cứu người, ngươi còn không có cùng ta nói là tình huống như thế nào đâu, lục mãn bất đắc dĩ nói, nhìn thấy nữ nhân này dường như chỉ có cứu mạng ý nghĩ này, nàng bất đắc dĩ chỉ có thể nói sang chuyện khác, không phải làm sao bây giờ, cũng không thể mặc kệ đi. Đại sư, ta, ta cô em chồng chết thảm, trở về báo thù đến, ta, ta nhìn thấy, ta công công bị ta cô em chồng mở ra lồng ngực, tâm cho lôi ra ngoài. Vu đại hải nàng dâu đến bây giờ cũng chưa quên nàng nhìn thấy tràn cảnh, nàng nhìn thấy công công máu me khắp người nằm trên mặt đất, kia trái tim ngay tại trên mặt đất ném, ta, nam nhân ta có lẽ, có lẽ cũng bị ta cô em chồng đem tâm móc ra. Vu đại hải nàng dâu lúc nói lời này, nước mắt là xoát xoát rơi xuống, lục mãn nhíu mày, ngươi cô em chồng cùng hạ gia là quan hệ như thế nào, lục mãn nghĩ đến hôm qua nghe được tin tức, lại nghe được vu đại hải nàng dâu lời ngày hôm nay, nàng luôn cảm giác giữa hai cái này hẳn là có quan hệ, ta cô em chồng gả cho hạ đại sơn, chết chính là ta cô em chồng cha mẹ chồng cùng nam nhân, vu đại hải nàng dâu thấp giọng nói, nàng không biết cô em chồng là thế nào chết, nhưng là nàng cảm giác cô em chồng hẳn là bị hạ gia chơi chết nhưng là cha mẹ chồng không nói gì, nàng cũng liền không có quản. Ngươi cha mẹ chồng có phải là làm qua cái gì có lỗi với ngươi cô em chồng sự tình? Nguồn hố truyện hô truyền com lục mãn cao mày hỏi, muốn thật là như vậy, vậy liền phiền phức. Ta cô em chồng thường xuyên bị đánh, ngay từ đầu cô em chồng bị đánh trở về, ta cha mẹ chồng cũng mặc kệ. Vu đại hải nàng dâu chột dạ nói, nàng cảm giác cha mẹ chồng quá nhẫn tâm, nhưng là cha mẹ chồng mặc kệ, nàng cái này làm con dâu phụ cũng liền càng không biện pháp quản, ta cô em chồng xem như bán cho hạ gia. Vu đại hải nàng dâu suy nghĩ một chút, nhỏ giọng đem cô em chồng bán cho hạ gia sự tình nói cho lục mãn, hạ gia đối ngươi cô em chồng không tốt, lục mãn nhíu mày nói, lẽ ra, có thể trở thành lệ quỷ còn có thế trả thù người, phần lớn đều là nhận quan khuất, đương nhiên, cũng có nguyên nhân khác đưa tới, nhưng là có thế nhanh như vậy trở thành lệ quỷ đến báo thù, nhắc tới ở giữa không có việc gì, lục mãn là một chút cũng không biết, đối nàng không tốt, hạ đại sơn thường xuyên đánh chửi ta cô em chồng, hạ gia lão hai người bọn hắn đối ta cô em chồng cũng không tốt, hạ đại sơn mỗi lần đánh nàng thời điểm, bọn hắn đều mắt lạnh nhìn, thậm chí sẽ còn ở một bên châm ngòi hạ đại sơn hỏa khí, vu đại hải nàng dâu bất đắc dĩ nói, nàng một cái con dâu, coi như thật đi cho cô em chồng chỗ dựa, cũng vô dụng, hạ gia nói cô em chồng sẽ không xảy ra nuôi. Ngươi cô em chồng là thế nào chết? lục mãn thấp giọng hỏi cái này hạ gia chết thảm là kia lệ quỷ báo thù ta cha mẹ chồng nói ta cô em chồng là sinh con về sau xuất huyết nhiều chết vu đại hải nàng dâu suy nghĩ một chút nói nàng không thấy cô em chồng một lần cuối nàng cũng không biết cô em chồng đến cùng là thế nào chết đứa bé kia đâu lục mãn nhíu mày cái này sản phụ chết rồi nếu là hài tử sống sót có lẽ cái này lệ quỷ không có như vậy nặng lệ khí thế nhưng là đứa nhỏ này nếu là cũng không có chuyện kia liền phiền phức nàng không thích nhất chính là loại này lệ quỷ tử mẫu quỷ thế nhưng là nhất khó đối phó hài tử nghe nói sinh ra tới liền không có khí vu đại hải nàng dâu lần nữa hồi ức một chút nói lục mãn châu mày nàng cảm giác trong lúc này hẳn là có cái gì vu gia không biết sự tình cụ thể là chuyện gì vậy cũng chỉ có thể là tìm tới kia lệ quỷ về sau mới biết được hạ gia một nhà ba người không có cái này vu gia cũng người chết xem ra kia lệ quỷ oán khí rất nặng không phải người hạ gia chết về sau nàng sẽ không chuyên môn đi trả thù vu gia bất kể nói thế nào cái này vu gia đều là nhà mẹ đẻ của nàng đại sư nhìn thấy lục mãn cao mày vu đại hải nàng dâu tâm đều nắm chặt lên nàng hiện tại chỉ lo lắng nàng kia cô em chồng sẽ chơi chết nàng cùng hai đứa bé a người cô em chồng trong thời gian ngắn như vậy trở thành lệ quỷ hẳn là thủ rất lớn hoang khuất có lẽ là bị người hạ gia hại chết con của nàng có lẽ cũng là người hạ gia hại chết Lục mãn nói mình đoán được kết quả, cái này cũng có thể chính là vì mẫu thì mạnh đại biểu đi. Chương 178, lần nữa kêu gọi âm sai, Vu đại hải nàng dâu cứ việc trong lòng có chút hoài nghi, nhưng là nàng không nghĩ tới hạ gia lá gan lớn như vậy, chơi chết cô em chồng sinh ra tới hài tử, còn chơi chết nhà mình cô em chồng, muốn thật là như vậy, khi cô em chồng tại sao phải tìm cha mẹ chồng cùng nàng nam nhân còn có tiểu thúc tử đâu, bọn hắn hai mẹ con cũng không phải bọn hắn hại chết, ngươi có lẽ không rõ, ngươi cô em chồng sinh ra tới hài tử, có lẽ là cô nương A. À. Lục mãn nghĩ đến hiện tại thật nhiều người ta đều trọng nam kinh nữ, có ít người thêm nhìn thấy sinh ra tới chính là nữ hài tử, trực tiếp bóp chết, loại sự tình này, nhìn mãi quen mắt, đoán chừng hạ gia cũng là như vậy, là cái cô nương. Vu đại hải nàng dâu trong lòng hơi hồi hộp một chút, nàng liền nói, vì cái gì cô em chồng mang thai thời điểm, nhìn xem hảo hảo, làm sao hài tử sinh ra tới nói là tử thai đâu, nàng còn nhớ rõ cô em chồng lúc trước sờ lấy bụng cùng nàng nói, hài tử tại trong bụng của nàng thường xuyên động đậy đâu, đứa nhỏ này nếu là tử thai, làm sao lại tại cô em chồng trong bụng động đậy đâu, ngươi nghĩ rõ ràng liền tốt, lục mãn thở dài, cái này trọng nam kinh nữ tư tưởng truyền nhiều năm như vậy, có mấy ngàn năm, nghĩ cũng biết dạng này tư tưởng lại có trên trăm năm cũng sẽ không biến mất, không có cách, thật nhiều người cứ như vậy. Bọn hắn hẳn là bị thiên đao vạn quả. Vu đại hải nàng dâu cắn răng nói, người hạ gia chết rồi, nàng cũng không đau lòng, thế nhưng là nàng nam nhân đâu, ta, nam nhân ta, Vu đại hải nàng dâu khóc nói, hẳn là ngươi cô em chồng chết thảm, tăng thêm tạo thành nàng dạng này sinh hoạt chính là ngươi cha mẹ chồng cùng nam nhân còn có tiểu thúc tử, lục mãn không biết nàng có phải là cai quản cái này sự tình, nàng lo lắng cho mình mặc kệ, kia lệ quỷ sớm muộn cũng sẽ tổn thương càng nhiều người, thế nhưng là, nam nhân ta chẳng hề làm gì a. À? nàng lời này còn chưa nói ra miệng lục mãn liền lắc đầu bán đi ngươi cô em chồng tiền đều tiêu vào nam nhân của ngươi cùng ngươi tiểu thúc tử trên thân lục mãn câu nói này vừa nói ra khỏi miệng vu đại hải nàng dâu trong lúc nhất thời không biết nên nói cái gì đại sư có thể hay không đi xem một chút nam nhân ta đi vu đại hải nàng dâu muốn xác định một chút nhà mình nam nhân sống hay chết nàng muốn đi xác định một chút bằng không nàng sẽ bất an trong lòng kỳ thật trong nội tâm nàng đã có đáp án nhưng là nàng chính là muốn đi tận mắt nhìn, nhà ngươi hẳn là không người sống, Lục Mãn bất đắc dĩ nói, cứ việc nàng ngoài miệng thì nói như vậy, nhưng là nàng vẫn là về đến phòng cầm lấy khóa bao của mình, hai đứa bé trước đặt ở phòng ta đến trên giường đi, Huy. Cờ mờ, Lục Mãn nhìn thấy Vu Đại Hải nàng dâu liền xem như đào mệnh, cũng mang theo nữ nhi thời điểm, biết nữ nhân này coi như không tệ, về phần nàng vì cái gì mang theo hai đứa bé đào mệnh, không có quản nam nhân lục mãn không có đi lắm miệng, đây là vu đại hải nàng dâu lựa chọn, tạ ơn đại sư, vu đại hải nàng dâu hiện tại không tiện đối lục mãn dập đầu, nhưng là nàng vẫn là ôm lấy hài tử xoay người đối lục mãn hành lễ, lục mãn ngược lại là tiếp nhận, đây là nàng hẳn là chịu, dẫn đường đi, nhìn xem hai đứa bé nằm tại trên giường, trên mặt bọn họ ngược lại là không có gì thần sắc kinh hoảng, bọn hắn lúc này ngay tại ngủ say. Có lẽ là mẹ của bọn hắn mang theo bọn hắn trời đi thời điểm bọn hắn ngay tại ngủ say có lẽ là bọn hắn ngủ gật không được nói tóm lại hai đứa bé này mười phần nhu thuận tiểu muội ta đi theo ngươi cùng một chỗ lục lâm hạo không yên lòng hắn mặc quần áo tử tế cùng lên đến trong tay hắn còn cầm một cái đốn củi đao cứ việc cái này đốn củi đao có mấy cái khe nhưng là còn có thể sử dụng đi thôi lục mãn cảm giác kia nữ quỷ hẳn là sẽ không lưu tại vu gia dù sao vu đại hải phụ mẫu còn có hắn đều chết rồi đương nhiên nàng cũng không xác định, bọn hắn bước chân vội vã đến tại trang, Vu Đại Hải nàng dâu mang theo Lục Mãn đến nhà bên trong, làm nàng nhìn thấy cha mẹ chồng cùng nàng nam nhân còn có tiểu thúc tử chết thảm trong phòng về sau, nàng lập tức co quắp ngồi trên mặt đất, đều xong, Vu Đại Hải nàng dâu hiện tại đầu óc là một mảnh bột nhão, nàng mặc dù đã có chuẩn bị tâm lý, thế nhưng là, nàng vẫn là chưa tin bọn hắn cứ như vậy không có, lệ quỷ đã đi, Lục Mãn không xác định kia lệ quỷ có phải là còn sẽ tới trả thù. Nhưng là cái này chết thảm bốn người, để Lục Mãn lần nữa nhíu mày, ta sẽ siêu độ bọn hắn. Lục Mãn không thấy được bọn hắn quỷ hồn, nàng không biết bọn hắn quỷ hồn là bị mang đi, vẫn là bị kia lệ quỷ cho tai họa. Đại sư, bọn hắn, bọn hắn quỷ hồn vẫn còn chứ? Vu Đại Hải nàng dâu muốn gặp một lần cha mẹ chồng cùng nhà mình nam nhân, về phần tiểu thúc tử, đệ muội cũng không biết chạy đến nơi đâu, nàng cũng không nghĩ quản nhiều. Ta hỏi một chút đi." Lục Mãn nói xong, lấy ra một tờ chỉ phù lại từ trong bao đeo mặt lấy ra ngọn đến hướng còn có thỏi vàng rồng, nguồn hố truyện hô truyền com nàng đem chỉ phù ném ở giữa không trung chỉ phù trực tiếp tự đốt vu đại hải nàng dâu giờ khắc này triệt để tin tưởng lục mãn là cái có bản lĩnh cái này chỉ phù chính mình cũng có thể đốt lên lục mãn không có quản vu đại hải nàng dâu đang suy nghĩ gì nàng triệu Hoán đi ra địa phủ âm sai đại nhân là ngươi a à. lục mãn thấy là người quen không khỏi câu lên khóe môi người quen liền tốt, người quen liền tốt, chỉ cần là người quen, nàng liền có thể hỏi nhiều một chút mình muốn biết sự tình, hóa ra là đại sư ngươi, âm sai nhìn thấy lục mãn thời điểm, tâm tình lập tức tốt, lúc đầu bị kêu gọi lúc đi ra, tâm tình của hắn là không ra thế nào tốt, nhưng nhìn đến kêu gọi người là lục mãn, tâm tình của hắn cũng không liền tốt sao, hắn nhưng là nhìn thấy lục mãn bên người những cái kia ngọn nến hương hỏa còn có thỏi vàng rồng. Vị đại sư này trồng thỏi vàng rồng, nhưng so sánh bọn hắn bình thường nhận được đáng tiền. Đại nhân, phiền phức hỏi một chút nhà này bốn chiếc linh hồn phải chăng còn tại. Lục mãn chỉ vào trên đất bốn người, âm sai nghe được lục mãn, nhìn thoáng qua bốn người kia. Bọn hắn tên gọi là gì? Âm sai hỏi, lục mãn nhìn về phía vu đại hải nàng dâu. Đại nhân, hai cái trẻ tuổi niên kỹ lớn cái kia giáo vu đại hải, tuổi còn nhỏ cái kia gọi vu tiểu hải, về phần ta công công ta cũng không biết kêu cái gì, người trong thôn phần lớn đều gọi hắn tại lão hán ta bà bà người trong thôn cũng là vu bà tử vu bà tử hô vu đại hải nàng dâu bất đắc dĩ nói nàng đối với cha mẹ chồng danh tự một chút ấn tượng cũng không có nàng hiện tại cảm giác chuyện này có chút kỳ quặc vì cái gì nàng lại không biết cha mẹ chồng danh tự đâu chẳng lẽ trong lúc này có cái gì nàng không biết sự tình vu đại hải vu tiểu hải linh hồn đã tại địa phủ âm sai xuất ra sinh tử bộ nói đương nhiên hắn cái này thăng chức không không phải diêm vương gia cũng không phải phán quan cái chủng loại kia, hắn cái này sinh tử bộ, chỉ có thể điều tra một chút người quá khứ cái gì, về phần cái gì khác tác dụng cũng không có, đại nhân, làm phiền ngươi đem mấy vị này linh hồn cho mang tới có thể chứ, lục mãn ở một bên sen vào nói nói, nàng lúc nói chuyện, nhóm lửa ngọn nến hương hỏa còn có thỏi vàng rồng, âm sai nhìn thấy xuất hiện ở trong tay chính mình thỏi vàng rồng thời điểm, cười. Lục mãn kéo ra khóe miệng, cái này âm sai nụ cười, đó là thật so quỷ đều khó nhìn, đương nhiên, lời này nàng là sẽ không nói, có thể, có thể, âm sai sản khoái đem vu gia bốn chiếc linh hồn cho dẫn tới, mấy tên này linh hồn còn ở vào đờ đẫn trạng thái, vu đại hải nàng dâu nhìn thấy linh hồn của bọn hắn thời điểm, nước mắt lập tức liền đến rơi xuống, chương 179, các ngươi chết, vu bà tử dường như lý trí trở về. Làm nàng nhìn thấy Vu đại hải nàng dâu thời điểm, liền muốn nhào tới ôm lấy vu đại hải nàng dâu khóc, nhưng là nàng cái này ôm một cái phát hiện mình cả người từ con dâu trong thân thể xuyên qua, nàng sửng sốt, vu đại hải nàng dâu thì là dọa đến khẽ run rẩy tuy nói nàng biết cha mẹ chồng còn có nàng nam nhân tiểu thúc tử đều chết rồi, nàng vẫn còn có chút không chịu nhận bà bà trực tiếp từ trong cơ thể nàng xuyên qua, lão bà tử, tại lão hán nhìn thấy cảnh tượng này, cũng lấy lại tinh thần đến. Hắn cũng nhớ tới đến hắn tự hồ là chết rồi, lão đầu tử vu bà tử khóc đối với lão hán hô cha mẹ vu đại hải vu tiểu hải hai huynh đệ cái không hẹn mà cùng hô vu bà tử cùng tại lão hán một tiếng con của ta a à. vu bà tử nghĩ đến mình chết thảm trước đó nam nhân cùng hai đứa con trai đều chết rồi được rồi đều đừng khóc nói một chút đi các ngươi khuê nữ là thế nào chết lục mãn ghét bỏ nói cái này chết về sau còn khóc cái gì khóc sớm làm gì đi đừng đề cập tiện nhân kia vu bà tử lập tức khí đến Nghĩ đến nàng bị kia tiểu tiện nhân dọa chết tươi tràn cảnh, nàng hiện tại hận không thể ăn luôn nàng đi, ngươi vẫn là miệng hạ lưu đức đi. Lục mãn nhàn nhạt liếc nàng một chút nói, đây chính là lệ quỷ, tại nàng không tìm được đối phương thời điểm, nếu như chờ bọn hắn đầu bảy thời điểm, kia lệ quỷ đến, bọn hắn liền thật hồn phi phách tán, nàng không có ăn linh hồn của các ngươi, ngươi liền nên may mắn các ngươi là nàng mẹ ruột. Lục mãn thốt ra lời này lối ra, tại lão hán biến sắc hạ gia một nhà ba người linh hồn đã bị vị kia ăn. Lục mãn nhìn thấy tại lão hán biến mặt, lạnh giọng nói, tại lão hán nghe nói như thế, trong lòng hơi hồi hộp một chút, cái này chết rồi, linh hồn vẫn còn, bọn hắn liền có chuyển thế đầu thai cơ hội, linh hồn này nếu là không có, liền đầu thai cơ hội cũng không có, khi nha đầu chết tiệt kia bởi vì sinh con không có, xuất huyết nhiều, vu bà tử cứ việc không muốn nói, nhưng là tại lâm thi hàm nhìn chăm chú, vẫn là đem tự mình biết nói nàng kỳ thật cũng không nhiều quan tâm khuê nữ là thế nào chết nàng chỉ là nghe người của hạ gia nói huy cờ mờ đứa bé kia đâu lục mãn hiện tại liền muốn biết đứa bé kia là thế nào chết không biết vu bà tử không chút suy nghĩ nói nàng là thật không biết một cái chết tiểu nha đầu chết thì chết nàng không hỏi một tiếng một câu các ngươi có phải hay không đem các ngươi nữ nhi bán về sau nàng tại nhà chồng bị đánh các ngươi đều mặc kệ lục mãn hỏi lần nữa nàng không biết mấy người này kiếp sau đầu thai tình huống, nhưng là nàng biết, bọn hắn kiếp sau đầu thai cũng sẽ không đầu thai đến cái gì đại phú đại quý người ta đi, mà lại, liền hướng về phía bọn hắn cái này đột tử kiểu chết, nếu là không ai cho bọn hắn siêu độ, bọn hắn nghĩ đầu thai cũng là cần chờ chờ, gã đi cô nương tát nước ra ngoài, ta quản kia nha đầu chết tiệt kia làm gì, nữ nhân này gã đi, không đều sẽ bị đánh sao, vu bà tử lời này, để lục mãn sửng sốt một chút. Sau đó thở dài, xem ra các ngươi hẳn là không biết các ngươi nữ nhi vì cái gì trả thù các ngươi rồi lục mãn cảm giác dạng này người chết cũng tốt cho dù là bọn họ mệnh không có đến tuyệt lộ chết liền chết đi dạng này trọng nam khinh nữ phụ mẫu nếu ai đầu thai thành con của bọn hắn khi thật là gặp vận đen tám đời ngươi cũng là nữ nhân liền ngươi cái này tính tình đoán chừng kiếp sau cũng sẽ đầu thai đến trọng nam khinh nữ người ta đi đến lúc đó ngươi cũng sẽ cùng ngươi khuê nữ kết quả giống nhau đến lúc đó, hy vọng ngươi còn có thế nói như vậy, lục mãn nói xong, mặc kệ bọn hắn, đại nhân, phiền phức ngài mang theo bọn hắn rời đi đi, lục mãn không có gì tốt hỏi, trái phải cũng hỏi không ra đến cái gì, đại hải nàng dâu, ta trong tủ chén, còn có dưới mặt giường còn có tiền cùng phiếu đâu, ngươi nhớ lấy ra, vu bà tử nghe được lục mãn về sau, vội vàng nói, đại tẩu, vợ ta đâu, vu tiểu hải không thấy được vợ hắn, hắn liền vội vàng hỏi, ta không biết, ta nhìn thấy tiểu muội đối các ngươi động thủ thời điểm, ta ôm lấy hai đứa bé rời đi. Vu Đại Hải nàng dâu lắc đầu nói, hoa, tiếng khóc vang lên, Vu Đại Hải nàng dâu sửng sốt một chút, lập tức chạy ra ngoài, nguồn hố truyện hô com, tiểu hải, ngươi khuê nữ một người trong phòng, vợ ngươi cùng con của ngươi không biết đi chỗ nào. Vu Đại Hải nàng dâu nhìn thấy chỉ có Vu Tiểu Hải nữ nhi một người tại gian phòng, nàng nhíu mày, đứa nhỏ này, mới 4 năm tuổi, cái này đệ mùi thế mà chỉ đem lấy nhi tử rời đi, cái này khuê nữ liền mặc kệ, đại tẩu, nhà ta dưới mặt giường, còn có tường trong động có ta tích trữ đến tiền riêng, làm phiền ngươi lấy ra, cho tiểu hoa cùng tiểu hổ đi, vu tiểu hải nhìn xem thuốc thích nữ nhi, đau lòng nói, hắn tính tình là không tốt lắm, nhưng là hắn đối nữ nhi cùng nhi tử là đồng dạng thương yêu, hắn không phải trọng nam kinh nữ tính tình, nếu là nàng mang theo tiểu hổ trở về, ngươi đây, liền đem thuộc về tiểu hổ kia một phần cho nàng, nếu là nàng không có trở về, kia, liền đều để lại cho tiểu hoa đi, nàng không trông cậy được vào, ta, ta cầu chị dâu giúp ta chiếu cố tiểu hoa, nói xong, vu tiểu hải trực tiếp cho vu đại hải nàng dâu quỳ xuống, ta, ta không dám hứa chắc ta đối nàng cùng đối đại nữ nhi của ta đồng dạng, nhưng là chỉ cần ta có cà lâm, liền sẽ không chết đói nàng, vu đại hải nàng dâu suy nghĩ một chút, cắn răng nói, trên thế giới này có quỷ thần, vì tích lũy âm đức nàng cũng không thể trơ mắt nhìn tiểu hoa chết đói lục mãn nhìn thấy tại tiểu hoa giờ khắc này tướng mạo biến từ không chỗ nương tựa cô nhi thành cha chết sớm tướng mạo nàng dâu ta ta cùng cha mẹ đi đầu thai ngươi ngươi chiếu cố còn bọn nhỏ nếu là nếu là gặp được thích hợp ngươi muốn tái giá liền gả đi vu đại hải lúc nói lời này nước mắt đều đến rơi xuống hắn không nghĩ để vợ hắn tái giá thế nhưng là một nữ nhân mang theo ba đứa hài tử, sống thế nào? Cái nhà này, ngươi, ngươi nếu là không muốn, liền để cho con của chúng ta." Vu Đại Hải nói xong, bụng mặt ở nơi đó khóc, dù là hắn chỉ là linh hồn, nhưng là hắn vẫn ở nơi đó khóc, hắn còn trẻ, hắn không muốn chết, thế nhưng là, hắn hiện tại chết rồi, hai đứa bé cũng không có lớn lên, hắn, hắn chỉ có thể là đi đầu thai, về phần chạy trốn, hắn không có lá gan kia, cũng không có bản sự kia vu đại hải nàng dâu hiện tại cũng không dám tùy tiện lấy chồng mặc kệ nàng nam nhân có bao nhiêu khuyết điểm nhưng là nàng nam nhân không đánh nữ nhân tái giá vạn nhất nếu là gặp được cùng hạ đại sơn đồng dạng gia hỏa đâu đến lúc đó nàng cùng mấy đứa bé còn có mệnh sao cái này không phải con của mình ai sẽ đau lòng a à? thế nhưng là không gả ba đứa hài tử nàng không biết mình là không phải có thế nuôi sống bọn hắn đi thôi âm sai dây xích đem ra hắn đủ cho lục mãn mặt mũi hắn cũng chờ bọn hắn nói xong về sau, rồi quyết định mang theo bọn hắn rời đi. Lão đại nàng dâu, nhà chúng ta nhà xí đằng sau ngươi tìm thời gian đào một chút, móc ra đồ vật cho ngươi cùng mấy đứa bé giữ lại. Về phần tiểu nhi nàng dâu, trực tiếp bị tại lão hán không nhìn, hắn cảm giác tiểu nhi nàng dâu hẳn là sẽ không trở về. Chương 180, mẹ con sát chủ nhân, vu đại hải nàng dâu cầu khẩn nhìn xem lục mãn, lục mãn cao mày, nói đi, ngươi muốn nói cái gì? nàng hiếu kỳ vu đại hải nàng dâu đến cùng muốn hỏi cái gì đại sư có thể hay không có thể hay không giúp ta nhìn xem ta về sau vận mệnh vu đại hải nàng dâu muốn hỏi một chút nếu như nàng tái giá bọn nhỏ có phải là sẽ cùng theo nàng chịu khổ nếu là không gả nàng về sau có phải là có thể đem mấy đứa bé nuôi lớn ngươi về sau vận mệnh tái giá về sau thời gian kham khổ ngươi mấy đứa bé đều chết yểu lục mãn nhìn thoáng qua vu đại hải nàng dâu tướng mạo nói tướng mạo thứ này nói như thế nào đây một cái ý nghĩ một cái quyết định liền có thể thay đổi vận mệnh nàng lúc này nhìn chỉ là nàng giờ khắc này vận mệnh về phần về sau nàng có phải là thật hay không quyết định tái giá đó chính là vấn đề của nàng kỳ thật hoàn toàn không cần suy xét cái này mang theo hài tử tái giá vẫn là tốt mấy đứa bé tái giá thời gian này tuyệt đối không dễ chịu đến lúc đó hài tử thời gian có thế tốt qua sao đại sư có thể hay không làm phiền ngươi đừng nói cho người khác ta công công nói cho ta sự kiện kia. Vu đại hải nàng dâu khẽ cắn môi nói, tái giá vẫn là được rồi, mấy đứa bé đều chết yểu, nàng không bỏ được, còn không bằng không gả. Điều kiện tiên quyết là nhà mình công công vật lưu lại là đồ tốt, tốt nhất là đáng tiền đồ tốt, được, lục mãn đối với lão hán lưu lại vật gì tốt, cũng không có hứng thú, nhưng là nàng đối vu đại hải nàng dâu quyết định cảm thấy hứng thú. Nàng không nghĩ tới nữ nhân này thế mà trước hết để cho nàng xem tướng, sau đó lại quyết định về sau đường đi như thế nào, nữ nhân này rất thông minh. "Đại, đại sư, có thể hay không làm phiền ngươi đi với ta đem đồ vật móc ra?" Vu Đại Hải nàng dâu hiện tại lo lắng đồ vật để ở nhà không an toàn, dù sao nàng cái kia cô em chồng không biết có phải hay không là về sau còn sẽ tới trả thù nàng cùng mấy đứa bé, thứ này nàng nghĩ lấy trước ra tới, nhìn xem là cái gì, sau đó lại quyết định phải chăng ra tay lục mãn cũng không có cự tuyệt, trái phải vu đại hải nàng dâu nếu là thông minh, liền nên biết sẽ không thiếu nàng xem tướng tiền, cái này thiếu coi bói tiền, nhưng là sẽ xảy ra chuyện. Vu đại hải nàng dâu đem khóc ngủ hài tử buông xuống, cầm làm đầu liền ra ngoài, lục mãn đi theo vu đại hải nàng dâu đi qua, về phần lục lâm hạo thì là ở đây nhìn xem kia tiểu nha đầu, về phần nằm trên mặt đất mấy cổ thi thể, không có ở gian phòng này, bọn hắn bây giờ tại nhà chính bên trong, đại sư, chờ ta móc ra ta công công vật lưu lại về sau ta sẽ cho ngài thù lao huy cờ mờ vu đại hải nàng dâu đào đồ vật thời điểm thấp giọng nói nàng không nghĩ tới công công còn để lại đồ tốt nghĩ đến công công bởi vì bán cô em chồng mới mất mạng nàng liền hiếu kỳ công công đến cùng lưu lại cái gì từng lục mãn nhìn xem vu đại hải nàng dâu ở nơi đó đào hố một hồi thời gian một cái trương nhỏ liền bị móc ra vu đại hải nàng dâu ôm lấy cái trương nhỏ kia thời điểm phát hiện cái rương nhỏ kia còn thật nặng, nàng thừa dịp dầu hỏa đèn ánh đèn, mở ra một cái rương nhỏ này tử, làm nàng nhìn thấy nhỏ cái rương đồ vật bên trong về sau, mở to hai mắt nhìn, trong này có tận mấy cái vàng thỏi, còn có thật nhiều đồ trang sức, còn có ngọc, nàng làm sao cũng không có nghĩ đến, vu gia còn có vật như vậy, đại sư, ngài nhìn ngài thích gì, ngài lấy cái gì đi. Vu Đại Hải nàng dâu đem rương nhỏ dơ lên lục mãn trước mặt, lục mãn nhíu mày, từ kia nhỏ trong rương cầm một cái kim thủ vòng tay thứ này hiện tại vẫn là hàng tấm tốt a kỳ thật không tính hàng tấm chỉ là tất cả mọi người không lấy ra thôi đây là ta cho ngươi xem hướng còn có kêu gọi ngươi cha mẹ chồng cùng nam nhân ra tới thù lao lục mãn thản nhiên nói những thù lao này cũng không nhiều dù sao nếu là không có nàng cái này đồ tốt là ai còn chưa nhất định đâu tạ ơn đại sư nghe được lục mãn nói như vậy vu đại hải nàng dâu lập tức nhẹ nhàng thở ra nàng thật lo lắng lục mãn sẽ muốn tiền nàng hiện tại trong tay không có tiền xem ở ngươi như thế thức thời phân thượng nhắc nhở ngươi một chút những vàng bạc này đồ trang sức ngươi lấy ra một chút bán đi một bộ phận tại huyện thành trường học lân cận mua cái tiểu điếm ngươi đây món ăn hàng ngày loại hình hẳn là có thể ngươi đây qua bên kia mở bữa sáng cửa hàng đến lúc đó hẳn là có thế nuôi sống mấy đứa bé chỉ cần ngươi kia tiểu điếm sạch sẽ vệ sinh liền có thể kiếm được tiền Muốn để hài tử có bản lĩnh, cung cấp bọn hắn đi học liền tốt. Nói xong, Lục Mãn nhìn cũng không nhìn Vu Đại Hải nàng dâu ôm cái rương nhỏ kia, quay người rời đi. Vu Đại Hải nàng dâu ôm lấy rương nhỏ, mang theo dầu hỏa đèn, đi theo Lục Mãn sau lưng. Nàng ghi nhớ Lục Mãn. Trần Gia thôn, Lưu Nguyên Kiệt nhìn thấy Tú Hồng cùng con của nàng trở về về sau, đối nàng nhẹ gật đầu. Báo thù rồi. Lưu Nguyên Kiệt lạnh giọng hỏi, Tú Hồng liền vội vàng gật đầu. Chủ nhân, tạ ơn. Tú Hồng quỳ trên mặt đất cho Lưu Nguyên Kiệt dập đầu, nàng có thế báo thù, là bởi vì chủ nhân giúp nàng, nguồn hố truyện hô com đã báo thù, kia, ngươi cần phải hảo hảo nghe lời. Lưu Nguyên Kiệt nhìn thấy Tú Hồng trên người sát khí so với đi thời điểm, nhiều một chút, hắn câu lên khóe môi, cười cười hài lòng, về phần về sau an bài thế nào hai mẹ con này sát, vậy liền nhìn cơ hội, hiện tại, hắn không định đem cái này mẹ con sát trải ra, hắn lo lắng có người thu cái này mẹ con sát bọn hắn hiện tại vẫn là quá nhỏ yếu, đi tu luyện đi thôi. Nói xong, hắn vung tay lên, Tú Hồng bị hắn thu vào. Lưu Nguyên Kiệt làm đây hết thảy, lục mãn không rõ ràng, nàng thậm chí cũng không biết Tú Hồng bị Lưu Nguyên Kiệt luyện hóa, trở về rồi. Lục kiến nghiệp nhìn thấy khuê nữ nhi tử đồng thời trở về về sau, nhẹ nhàng thở ra, chẳng qua làm nàng nhìn thấy vu đại hải nàng dâu ôm lấy hài tử, nàng còn đeo một cái bao quần áo nhỏ thời điểm, hắn nhíu mày, lục đội trưởng, thật xin lỗi, cho đại sư cùng các ngươi thêm phiền phức. Vu đại hải nàng dâu ấy nấy nói, nàng không dám để ở nhà, nàng đem trong nhà cửa sổ đều đóng kỹ, nàng chuẩn bị chờ trời sáng về sau, mang theo hài tử lại trở về, không phiền phức. Lục kiến nghiệp kéo ra khóe miệng, nàng đây hai đứa bé còn tại nhà hắn đâu, hắn có thể nói cự tuyệt sao? Ngươi cha mẹ chồng cùng nam nhân còn có tiểu thúc tử chết thảm sự tình, chờ trời sáng, ngươi đây, cần muốn tìm bọn các ngươi đại đội trưởng đi trên trấn tìm công an. Sau đó để bọn hắn điều tra rõ ràng nguyên nhân cái chết của bọn họ về sau, ngươi khả năng an táng bọn hắn." Lục Kiến Nghiệp suy nghĩ một chút, vẫn là nhắc nhở nữ nhân này dừng lại, xem ở nữ nhân này coi như thức thời phân thượng, "Tạ ơn Lục đội trưởng, ta, ta hừng đông liền đem nhà ta hai đứa bé còn có ta tiểu thúc tử nữ nhi đưa đến mẹ ta nhà đi, đợi xử lý xong nhà chồng chuyện bên này, lại mang theo bọn hắn về nhà." Vu Đại Hải nàng dâu quyết định tìm thời gian đem trong tay vàng bán đi một bộ phận về phần ngọc bội kia nàng vừa mới nghe đại sư có ý tứ là để nàng lưu lại sau đó mua cửa hàng nàng quyết định dựa theo đại sư nói làm trái phải nàng không muốn thay đổi gã tái giá về sau bọn nhỏ đều chết yểu nàng cũng không bỏ được bọn nhỏ cứ như vậy không có đây là ngươi tiểu thúc tử khuê nữ trần tú phương lúc đầu cho là nàng là lúc trước quên đứa nhỏ này đâu không nghĩ tới đây không phải con của nàng ta cùng đại sư sau này trở về ta đệ muội không biết đến nơi đâu nàng ôm lấy con trai của nàng đi khuê nữ bỏ ở nhà vu đại hải nàng dâu cười khổ một tiếng nói nàng cũng không có nghĩ đến nàng cái kia đệ muội nhẫn tâm như vậy về phần công công lưu lại tài sản nếu là đệ muội không tái giá nàng sẽ cho nàng một chút tiền tái giá nàng liền đem tiền trước giữ lại chờ bọn nhỏ lớn lên về sau phân cho bọn hắn